Chào cả nhà, hôm nay phim 4G xin giới thiệu cả nhà bộ phim tình cảm đam mỹ của Thái Lan với tựa đề chính là Ta Yêu Nhau Tên Tiếng Anh Là We Are. Phim là sinh viên mỹ thuật năm 2, còn lý do chọn học ngành mỹ thuật vì thích vẽ tranh, công nhận là anh vẽ tranh đẹp vãi linh hồn ạ. Cuộc sống đang yên bình thì Pim gặp phải định mệnh cuộc đời. Một quả bóng bay trúng Pim làm rơi bức tranh xuống đất. Còn cái đứa đá quả bóng đó chính là thanh niên Phung khoa kỹ thuật. Pim và Phung túm cổ áo nhau mà thách thức. Pim bắt Phung xin lỗi nhưng Phung không chịu xin lỗi, thế là Pim cho một đá vào thằng em của Phung. Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao? Chắc thốn lắm. Quay lại câu chuyện, một ngày trước thì Pim đang vẽ tranh chạy deadline cho kịp bài kiểm tra. Cuộc sống sinh viên cơm ăn không đúng bữa, ngủ không đúng giấc vì phải chạy kịp deadline bài kiểm tra mà còn không biết thầy giáo có cho qua môn không nữa. Thức xuyên đêm vẽ tranh mà cũng chỉ được điểm C thôi. Còn thằng bạn Quy thì khoe điểm A đỏ chót, đúng là thằng đứng đầu khoa có khác. Pim mặc dù bài tập chưa xong nhưng vẫn đi giúp mọi người chuẩn bị cho buổi triển lãm. Lại còn kéo theo thằng bạn thân Quy, cái miệng thì nó than vãn nhưng vẫn đến giúp đỡ. Đang vác đống đồ nặng thì gặp thằng bạn Tan phóng con xe cắp từ năm 1985 tới. Tan rủ hai đứa tối nay đi uống rượu vì có chuyện muốn nói. Hào hứng rủ bạn đi nhậy nhưng lại không được sự đồng tình từ hai thằng bạn cho lắm. Tan gặp Phung đang trên đường về, hỏi Phung đi đâu. Thì đi đón Phang. Tan rủ Phung tối đến quán đàn anh để uống rượu nhưng bị Phung từ chối phũ phàng rồi quay đít đi luôn. Đến tối mọi người tụ họp tại quán nhậu của đàn anh, nhậu say quắc cần câu rồi cả đám gọi taxi đi về. Đang trên xe mà Pim có dấu hiệu nôn ói nên cả đám phải nhanh chóng dừng xe cho nó xả ra đường ngay. Tan thì quay lại cảnh mấy thằng say quắc cần câu, rồi làm trò con mèo giữa đường vậy đấy. Nhìn có giống các hội nát rượu không? Cả đám về nhà Pim thì nghe thấy tiếng động lạ, còn đang tò mò thì cô Pui xuất hiện với gương mặt đắp mặt nạ trắng lại còn soi đèn pin dọa ma, làm cả đám hét lên muốn bay cái nét BD ra ngoài. Nửa đêm ở một mình mà gặp cảnh này chắc ngất xỉu mất. Rồi cái giường mét rưỡi mà năm thằng to như con voi chen chúc nằm lên, vậy mà cũng ngủ được à? Cái nhóm bạn bè thì luôn có một đứa lắm mồm như Tan, còn Phung thì đang chăm chỉ học tập. Tan dò hỏi Phung tình hình của Phang, tự nhiên cái thằng bạn lại đi hỏi thăm anh mình là có vấn đề đấy nha. Nghi ngờ thằng này lắm. Và quay lại thời điểm khi mà Pim vừa hoàn thành xong bức tranh để đi nộp cho buổi triển lãm, đang cong đít mang tranh đi nộp vì sau 6 giờ là họ không nhận nữa. Còn Phung thì đang đá bóng cùng mọi người và rồi xảy ra cảnh như lúc đầu phim chúng ta thấy đấy các bác, một quả bóng bay tới làm tranh của Pim rớt xuống đất. Đang đau lòng như chó cắn mà cái thằng gây ra hậu quả Phung còn kêu nhặt bóng hộ nó chứ. Tức quá Pim ném ngay một cái dép vào Phung, rồi kêu nhặt dép hộ mình chứ. Thế là hai đứa nó nhảy vào túm cổ áo nhau, Tan phải chạy ra ngăn cản ngay hai thằng bạn của mình. Một bên là bạn cấp 3, một bên là bạn đại học, rồi bây giờ bọn nó bắt mình phải chọn một trong hai. Đúng là trâu bò đánh nhau rồi mũi chết bẹp. Pim bắt Phung chỉ cần xin lỗi là xong nhưng Phung không chịu. Vậy là Pim quay lại rồi chạy tới cho một đạp ngay vào thằng nhỏ của Phung rồi chạy đi mất. Mấy thằng bạn đứng cùng mà cũng cảm thấy đau hộ Phung luôn ấy. Đá người ta xong thì Pim kêu trời không biết mình vừa làm gì, chỉ biết tranh thì bị bẩn còn dép thì mất một chiếc. Còn sau cú đá lúc nãy thì Phung đang phải ôm thằng em của mình, cảm giác vẫn còn thốn lắm. Em đã đau mà thằng anh Phang còn trêu chỗ đó còn dùng được không? Phung bắt Phang phải giúp Phung trả thù. Đúng là chiều em số 1, Phang đồng ý luôn. Bảo xử lý ai mà còn không biết tên người ta. Nhưng khi Phang nhắc tới tháng sau bố về là Phung tắt ngay nụ cười liền, có vẻ mối quan hệ bố con này có vấn đề nha. Không hiểu cú đá của Pim có sức mạnh kiểu gì mà khiến Phung phải đi bệnh viện. Tan gọi điện ngay cho Pim thông báo tình hình. Hổ báo cáo trồn là vậy mà bây giờ sao rón rén sợ hãi thế Pim? Con nhỏ bạn chỉ hù một cái thôi mà đã giật nảy hết cả người rồi. Phung gặp Tan kêu dẫn đi gặp Pim, phải thách thức mãi thì Tan mới chịu đồng ý dẫn Phung đi gặp Tan, nhưng phải báo trước là Phung không được làm gì Pim đâu đấy, và còn phải có điều kiện khác nữa. Cứ nhắc đến chuyện ấy là Pim lại giận hết sống lưng sợ bị trả thù, đã sợ mà hai thằng bạn còn dọa Phung của khoa kỹ thuật không phải dạng vừa đâu, Pim đụng nhầm người rồi đấy. Còn tưởng được hai thằng bạn sẽ ra tay giúp đỡ mình trong lúc hoạn nạn, nhưng bọn nó từ chối lạnh tanh vậy. Bạn bè kiểu đấy à? Rồi Tan xuất hiện còn kéo theo cả Phung nữa. Vừa đến nơi là Phung hùng hổ kéo tay Pim đi theo mình, Quy thì giữ tay Pim lại. Rồi hai đứa giành đi giành lại Pim vậy à? Cuối cùng nhờ Tan bảo kê Phung đã hứa sẽ không làm gì Pim đâu nên Quy thả tay Pim ra để Phung dẫn Pim đi. Sợ hãi quá nên Pim xin lỗi Phung rối rít, thấy Phung vẫn kéo mình đi. Vậy là anh Pim chơi cái nét gì kỳ vậy? Túm tóc người ta mà giật, hai đứa cũng không ai nhường ai túm đầu túm tóc nhau mà giật vậy. Phung đưa cái hóa đơn điều trị, kêu Pim phải chịu trách nhiệm. Nhìn cái hóa đơn 200.000 baht là khoảng 137 triệu đồng mà em muốn dối luôn cái tiền đình tuyến. Một cú đá của anh Pim đắt giá ghê cơ. Sao mà đắt thế? Pim còn trêu Phung, hay cái đó không dùng được nữa hả? Nhưng tiền thì không có nên Pim không trả đâu nha. Phung kêu không trả cũng được vậy thì phải bù đắp bằng cách khác vậy. À thì ra là Phung kêu Pim phải làm người hầu cho mình các bác ạ. Vậy là cuộc đời yên bình của Pim đã bắt đầu thay đổi rồi. Ai mượn anh đạp người ta chi rồi bây giờ phải làm người hầu cho Phung. Phung nói, làm người hầu trong 2 tháng thì coi như hai đứa công bằng, không thì Pim phải trả tiền, còn hỗ trợ trả góp 4 đợt nữa chứ. Pim cũng cãi lại, kêu Phung làm hỏng bức tranh của mình thì cũng phải chịu trách nhiệm. Vậy là Phung vênh mặt lên mà nói giá bức tranh của Phung bao nhiêu, anh trả tiền. Đúng là người có tiền, thế là Pim cứng họng luôn. Nhưng Pim nói 2 tháng quá dài nên sẽ đổi thành thời gian khi nào Pim vẽ xong bức tranh thay thế bức cũ. Phung kêu lỡ Pim chỉ vẽ vớ vẩn rồi xong trong 3 ngày thì sao?
Thế này là xúc phạm nghệ sĩ rồi đấy nhé. Bức tranh đó phải khoảng mấy tuần mới xong đấy. Rồi hai bên cũng chốt in xong. Điều kiện là Phum không được nói với ai chuyện Pim làm người hầu cho Phum. Bây giờ bắt đầu công việc luôn. Phum dẫn Pim đi đâu mà Pim còn không biết. Thao thao bất tuyệt trên xe, mà thằng này nó không thèm lọt lỗ tai câu nào rồi còn kêu Pim phiền quá. À thì ra dẫn Pim đi xách đồ cho Phum đi mua sắm ạ. Bị sai vặt cầm đồ cả ngày nên mặt Pim về mệt mỏi rũ rượi nhìn chán đời chưa. Không biết anh Phum đã làm gì Pim đến mức như thế này nữa. Pim ngủ như chó con no sữa mà mấy thằng bạn gọi còn không thèm dậy nữa chứ. Mọi người hỏi Phum và Pim đã nói chuyện gì nhưng Pim nói, mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi rồi. Nói mãi mà đám bạn còn không tin, tan còn nói người như Phum mà chịu buông tha, Pim dễ dàng vậy sao? À, thằng bạn thân vậy đấy, biết Phum đến kiếm chuyện với mình mà nó còn dẫn đến tìm mình. Quy vẫn chưa tin chuyện Phum bỏ qua cho Pim, Pim vẫn phải nói lại một lần nữa là cả hai đã kết thúc, chỉ thế thôi. Nhưng Phum đá bóng làm tranh của Pim bẩn hết rồi, Quy hỏi Phum chịu trách nhiệm gì, thì Pim nói Phum trả tiền nên mới kết thúc. Không tin được thằng bạn mình cũng nấu ăn ngon phết đấy chứ. À thì ra là mua ở đầu ngõ ạ. Mà năm thằng sao có một đĩa thịt xào thế kia thì ăn no làm sao được nhỉ. Đến cái miếng cuối cùng cũng phải tranh giành nhau nữa. Pim đang trong tiết học vẽ tranh. Đang học thì điện thoại gọi đến. À thì ra là Phum khát nước nên kêu Pim đi mua nước cho mình. Pim bảo không rảnh nhưng khi nghe Phum dọa sẽ mách lẻo cho đám bạn biết. Thế là Pim phải xách cái đít chạy đi ngay. Cái nét anh Phum ngang ngược thật sự, đang ngồi ở nhà ăn, cách có vài bước chân mà không đứng lên đi mua nước, bắt Pim chạy từ lớp học đến để mua nước cho. Mua một đống loại nước mà thằng này khó ở hay sao đều không thích hết vậy. Nó đang chọc tức mình đây mà. Pim uống ngay ngậm nước ngọt rồi ngay vào mặt Phum. Ăn cơm mà không vui nổi vì cái mặt thằng đối diện, Pim còn lo lắng bị Tan phát hiện, nhưng Phum nói Tan vẫn đang trong giờ học. Phum đòi bóp miệng Pim, đòi đút cho Pim ăn, nhưng tao có tay, tao tự ăn được nhé. Đang đi về thì gặp Tan, thế là Pim phải chạy đi trốn ngay. Còn Tan thì đòi Phum thực hiện lời hứa của mình. À thì ra là Tan đòi tán Phang, anh trai của Phum. Nhưng nhìn đi nhìn lại thì mày vẫn không phải vũ anh trai tao đâu nha. Tan nói Phum phải rủ Phang đến quán ăn tối nay với Tan. Mọi người lại đến nhậu ở quán quen, ở dưới thì ồn ào là vậy mà ở trên hai anh Tan với Phum ngồi cùng nhau mà ảm đạm ghê ha. Rồi Phang cũng đến, Phum nói rủ Phang đến quán rượu để thay đổi không khí. Vậy mà cái thằng rủ nó còn không thèm uống rượu luôn. Tử lượng đã kém rồi mà vẫn uống cho lắm vào, rồi nhìn cái bộ dạng say xỉn của Pim kìa. Bảo đi về mà lại ra ghế đá ngồi vật vã rồi ngủ gật lúc nào không hay. Tan chạy ra thì thấy cái bộ dạng say xỉn của Pim nên tiến lại hỏi thăm. Phang kêu Phum đưa Pim về, bạn say ngất thế kia thì phải đưa về chứ. Phang nói sẽ về cùng với Tan, đúng như ý muốn của Tan được về cùng Cruz nên Tan kêu Phum đưa Pim về ngay. Đang định đi về thì một bé trai mời Phum mua hoa, kêu không thích hoa nhưng khi bé trai kêu mua cho người yêu ngồi trong xe đi, thế là Phum bỏ tiền mua hết hoa luôn. Lên xe thấy em Pim nằm ngủ ngon lành liền để hoa lên lòng em, cài dây an toàn cho Pim mà nhìn thái độ của anh Phum là giống va phải con đũi tình yêu rồi nhé. Phum đưa Pim về nhà, thanh niên say quắc cần câu không biết gì luôn. Cô Pui nhờ Phum trông Pim, say rồi nói gì mà Phum không nghe rõ, làm Pim phải tiến sát tới. Hai đứa mặt đối mặt nhìn nhau, Pim khen mũi Phum cao, mắt đẹp trai mà sao cái nét khốn nạn vậy. Bị chửi mà sao vẫn cười vậy anh Phum, chắc là thích rồi đúng không? Kết quả của một đêm quậy tới bến hôm qua là Pim vô tư quất một giấc tới sáng với đống hoa bên cạnh. Pim tỉnh dậy liền nhớ lại khoảnh khắc hôm qua với Phum mà bất lực. Con trai mất nét nhậu say quắc cần câu rồi không biết về bằng cách nào, phải đi hỏi cô Pui. Chứ hôm qua say quá không nhớ gì cả, nhưng lại được nghe miễn phí một bài ca cằn nhằn từ bà cô dài chồng nên Pim nhanh chân chuồn đi ngay. Đã vậy đến trường gặp Quy nó cũng hỏi, tối qua Pim về bằng cách nào, nghe xong ký ức với Phum lại ùa về làm Pim ngại quá, chuyển chủ đề ngay. Đúng là có những khoảng khắc làm con người ta nhớ lại thôi cũng đủ mất mặt rồi. Còn thanh niên Phum thì đang phải xin chép bài bạn, Tan mang đồ ăn vặt đến nhờ Phum đưa cho Phang. Phum bảo Tan tự đưa nhưng lại bảo không dám. Đúng lúc đó Phang tới, Phum liền đưa đồ ăn vặt cho Phang rồi nói mình mua, không mất tiền mà lại mang tiếng thâm chứ. Nhưng không sao, một người mất tiền mà ba người vui là được rồi. Phang hỏi tối nay có về chung không nhưng Phum nói tối nay có lịch trình riêng rồi. Thì ra lịch trình riêng của Phum là đi với Pim. Phum kêu Pim chờ trước khoa để anh qua đón. Chiếc xe sang trọng đỗ ngay trước khoa đón Pim lên xe mà làm mấy đứa bạn tò mò không biết thằng này lén hẹn hò ai. Nhà anh Phum giàu thế mỗi ngày đón em bằng một chiếc xe. Phum hỏi Pim ăn gì, nhưng miệng thì kêu không đói, không muốn ăn mà sao cái mắt anh Pim lén nhìn menu làm gì vậy anh, nghiện còn ngại à, rồi cái bụng phản chủ kêu rột rột làm anh Phum cười tủm. Phum gọi Pim đến là để thỏa thuận lại công việc của Pim là dọn dẹp phòng, giặt quần áo và làm mọi thứ theo yêu cầu của Phum. Pim kêu quá nhiều công việc nhưng Phum nói với giá 200.000 baht thì không nhiều đâu. Pim gân cổ lên cãi, thế bức tranh của mình thì sao, cũng mất ăn mất ngủ tốn bao nhiêu thời gian mới vẽ ra được đấy. Phum kêu cứ ra giá đi tao trả cho, Pim bảo 200.000 baht rồi hai đứa kết thúc, nhưng anh Phum cũng lươn lẹo quá cơ, kêu Pim phải làm xong việc của mình thì Phum mới trả tiền nha. Đúng là cái nét tên này phải khiến Pim chửi thằng cờ hó mới vừa lòng, nhưng nể đang ở quán nên mới không chửi đấy. Ăn uống xong xuôi muốn về mà nó không cho, Phum kêu phải đi shopping nữa. Người có tiền có khác, đi shopping không cần nhìn giá luôn, chỉ tội anh Pim phải làm người xách đồ thôi, đợi Phum mua sắm mà nằm ngủ luôn ở shop.
Tim kêu khát nước muốn đi mua nước, nhưng mà đến lúc thanh toán tiền thì cái phong cách lề mề nhìn chán quá nên phung ga lăng trả tiền nước luôn. Ấy vậy mà người ta mới ngồi chưa nóng đít mà đã bảo đi luôn rồi, đến cái cốc nước còn chuống được ngụm nào nữa. Tim lẩm bẩm chửi xéo phung mua gì lắm thế, tiền chứ có phải cứt đâu, anh phung nghe thấy đây nhé. Phung kêu mình muốn đi công việc nên kêu Tim đợi, nhưng nhìn cái mặt không uy tín chút nào nên Tim đòi đi theo chứ nó lẻn về lúc nào không biết thì sao. Phung lấy lý do mình ngại mang đồ theo, xem anh Phung nói mà không biết ngại kia, nói cứ như Phung mới là người xách đồ vậy. Nhưng chốt lại Phung vẫn kêu Pim ở đây đợi, Phung sẽ nhanh chóng quay lại ngay. Đấy không nên tin bố con thằng nào mà, đặc biệt là lời hứa của đàn ông. Phung ung dung đi về nhà còn để Pim đợi cả tiếng ở khu mua sắm. Đã vậy Pim gọi điện nhưng Phung lại tắt máy, chỉ tội em Pim đợi dài cả cổ. Pim vẫn tin tưởng Phung mà ngồi đợi, còn anh Phung thấy điện thoại 12 thông báo mới thèm gọi lại cho Pim. Nhưng đúng lúc đó điện thoại Pim hết pin không gọi được, Phung còn nghĩ chắc Pim đã về rồi. Nhưng Pim vẫn ngồi đợi đến khi trung tâm thương mại đóng cửa. Về đến nhà thì có điện thoại mà còn tưởng Phung gọi. Pim hỏi biến mất ở đâu mà bỏ tao một mình, nhưng vẫn quan tâm lo lắng hỏi mày có ổn không, bị cho leo cây mà vẫn lo cho người ta vậy. Rồi tiếng Quy bên đầu dây bên kia mới khiến Pim giật mình nhìn lại, nhầm hàng rồi anh ơi. Anh Quy lo lắng cho Pim nên mới gọi hỏi thăm. Pim định nhắn tin hỏi thăm Phung có chuyện gì không mà để Pim đợi rõ lâu, nhưng cuối cùng lại nhắn cho Tan hỏi có gặp Phung không. Pim hỏi Phung có ổn không, Tan nói Phung cười toe toét không biết tâm trạng tốt đâu ra. Giờ đây thì Pim biết mình bị lừa rồi đúng không ạ? Bị lừa cho một cú khá đau, lại còn nhìn thấy bức tranh công sức bao nhiêu bị Phung làm cho bẩn là càng cay cú hơn. Đang tức thì Phung nhắn tin bảo tối Pim đến khoa mình. Đang thong dong đi dạo thì Phung đến đón Pim, kêu phải đi làm nhiệm vụ thôi chứ. Đúng là nhà không có gì ngoài tiền, Phung dẫn Pim về căn hộ của mình mà Pim mắt chữ O mồm chữ A. Phung kêu Pim giặt đồ cho mình đúng lúc máy giặt bị hỏng. Giặt thì giặt, anh Pim dùng chân giặt vậy, giặt thế thì hỏng hết đồ hiệu của anh à? Phung vào ngăn cản Pim, hai bên giành giật nhau thế nào mà ngã vào lòng nhau. Bốn mắt nhìn nhau tóe lửa tình rồi nha. Nhưng hành hạ nhau chưa đủ, Phung bắt Pim nấu cho mình ăn mặc dù Pim nói không biết nấu, vậy là kết quả cho ra một món ăn mà đến anh Pim còn không ăn nổi đồ mình nấu. Phung hỏi có phải Pim trêu mình không nhưng Pim tức giận nói ai mới là người trêu ai chứ. Hôm qua Phung hại Pim đợi đến khi trung tâm thương mại đóng cửa, bảo làm người hầu nhưng không phải bắt làm gì cũng được nha. Phung phải hỏi lại xác nhận một lần nữa Pim đã đợi mình hôm qua à? Thì bảo người ta chờ thì chờ còn gì nữa. Phung vẫn nghĩ về chuyện Pim đợi mình ngày hôm qua, rồi đi xin ý sự trợ giúp từ bạn bè và lời khuyên chân thành là đi xin lỗi người ta đi thôi. Phung hỏi Quy, Pim đang ở đâu nhưng Quy nói Pim đang tức giận gì đó, chắc đang sửa bài ở đâu đó quanh đây. Phung đi tìm Pim thì thấy Pim đang vẽ tranh, đây là bức tranh là Phung làm hỏng, nhìn thấy có vẻ tranh sắp vẽ xong rồi đấy. Pim nói, sắp không phải gặp mặt nhau rồi, nhưng Phung lại nói có thể nào vẽ lâu hơn một chút được không? Anh bắt đầu sợ mất người ta rồi đúng không? Phung nói Pim có thể tha thứ cho mình được không? Rồi Phung xin lỗi Pim. Nghe được lời xin lỗi mà Pim không tin vào tai mình, phải xác nhận lại xem thằng này có sốt không, mày là thằng nào, không phải Phung mà tao quen lâu nay, tự nhiên tử tế quá làm Pim ngạc nhiên. Phung rủ đi ăn nhưng Pim vẫn còn trêu chọc, nãy Phung vừa nói gì ấy nhỉ? Phung ngại quá không nói gì mà đi luôn. Phung mua cho Pim cốc nước mà còn ngại, lại nói cô lao công vứt nhầm nữa chứ. Còn Pim thì mua cơm gà cho Phung ăn. Đang ăn cơm rồi gặp ngay thằng Tan nhiều chuyện, thấy hai đứa ngồi ăn với nhau nhưng với cái đầu óc bã đậu của Tan thì chỉ nghĩ là Pim thích đồ ăn ở khoa kỹ thuật thôi, rồi vô tình gặp Phung ở đây thôi. Tan hỏi hôm qua nghe nói tâm trạng Pim không tốt, Pim nói bị tên nào đó trêu, còn chửi xéo người thì to như con trâu mà hành xử trẻ con vãi. Còn Tan thì nói sẽ vào bốp bốp thằng nào dám trêu Pim. Cái miệng thằng này hoạt động hết công suất luôn vậy, lại chạy sang hỏi Phung món đồ hôm qua mua, Phang có thích không? Phung nói chắc là thích. Phung nghe điện thoại của ai đó nói cần mua đồ gấp. Tan hóng hớt bên cạnh nghe thấy thì mới biết Phang cần đi mua đồ, vậy là Tan nhanh chân chạy đi mua hộ ngay. Pim đòi về làm bài tập thì Phung nói ăn nhanh lên, rồi tao đưa mày đi. Phung đưa Pim về khoa thì gặp cặp đôi Quy và Toe Y đang chơi trò mèo vườn chuột. Thì ra Toe Y cũng quen biết Phung. Toe Y hỏi có phải Phung và Pim là người yêu của nhau hay không mà thấy Phung đưa đón Pim biết. Pim nói không phải, nhưng mà Toe Y nói không phải người yêu thế là gì. Toe Y định ra công viên đi trượt ván rủ Pim có đi cùng không. Đúng lúc đó Pim cũng muốn đi vẽ tranh nên rủ Quy đi cùng. Phung nói tiện đường nên sẽ chở mọi người đi luôn. Trên xe Quy hỏi hôm qua Pim nói chờ ai, còn nói mơ gì đó nữa. Pim nói chỉ là mơ, mơ về con chó nào đó bảo mình chờ xong rồi nó bỏ đi rồi không quay lại luôn, còn tưởng nó chết rồi chứ. Mặc cho anh Phung cố gắng ho khàn cả giọng ngăn cản nhưng Pim vẫn không chịu dừng câu chuyện nói đều Phung. Cho chừa cái tội để người ta đợi, bảo tiện đường chở mọi người đi rồi tự nhiên đi theo người ta làm gì. Pim ngồi vẽ tranh còn Phung thì ngồi bên cạnh nhìn. Người ta vẽ tranh mà cứ nhìn chăm chăm làm bức bối. Phung còn định bảo không nhìn mà thấy thái độ anh Pim cái là Phung ngoan hẳn. Pim thấy thái độ Phung hơi lạ nha. Phung nói do mình cố tình trêu Pim nên Phung xin lỗi Pim. Thế là anh Pim kêu Phung học cách làm người chờ đi, rồi chạy đi đâu mất. Thì ra là Pim đi mua kem cho Phung ạ. Pim còn tưởng Phung sẽ không chờ chứ, thì đống đồ vẽ tranh của Pim còn ở đây mà. Gớm, Phung còn bỏ lại đồ shopping của mình cho Pim được cơ mà. Phung hỏi Pim có thích những món đồ đó không, nếu có thể làm Pim hết giận thì Phung sẽ cho Pim đống đồ đó luôn cũng được. Mọi người chào nhau ra về, Pim định chào Phung về nhưng Phung giữ tay Pim lại kêu mình sẽ đưa Pim về.
Phim hỏi Phùng quen biết Tuệ Y à, thì ngày trước Tuệ Y hay bị bắt nạt nên Phùng và Phang cùng nhau chăm lo cho Tuệ Y như em trai luôn. Còn không nghĩ Phùng biết chăm sóc người khác đấy. Thế là Phùng tỏ vẻ quan tâm, nói khi chăm sóc ai thì Phùng đều làm hết mình. Ví dụ như cài dây an toàn cho pin này, rồi xoa đầu khi xuống xe này. Thế này đã đủ ấm áp chưa? Anh Phùng thả thính chất lượng quá các bác ạ. Trước khi ra về, Phùng vẫn phải hỏi Pim đã tha thứ cho mình chưa, xin lỗi thêm lần nữa cho biết được độ chân thành này. Nói nhiều lời xin lỗi quá là không thiêng nữa đâu nhé. Nhưng Phùng không biết phải làm thế nào mà. Pim nói thì đừng làm vậy với ai nữa là được. Rồi xoa đầu Phùng mà khen thằng này tóc mềm, chắc anh Phùng mới dùng dầu gội xuân siêu xuôi mật chứ gì. Pim về nhìn bức tranh mà nhớ đến những lời nói của Phùng, chắc là trúng thính của anh Phùng rồi đúng không? Bắt đầu tương tư người ta rồi nè. Được Cruz Fang mua bánh cho ăn thế là tan gọi Pim đòi tổ chức ăn mừng. Đúng lúc cô Pui không có nhà nên muốn đến nhà Pim làm loạn đây mà. Pim cũng rủ Quy đến nhà mình ăn mừng mặc dù chẳng biết nhân cái dịp gì, nhưng cứ nghe đến rủ đi nhậu là quận gật đầu luôn. Pim cùng Quy đang về nhà thì Tuệ Y rủ đi ăn, vậy là Pim rủ Tuệ Y về nhà mình luôn. Bảo về để Pim nấu thì thôi không ăn đâu, vậy để quận nấu vậy. Mọi người tụ tập ăn mừng mà không biết ăn mừng vì cái gì nữa. Tan nói đã có người mình thích rồi, chỉ vì thế mà rủ cả đám đi ăn mừng ấy hả? Thôi thì cũng cạn ly vì thằng Tan hết trăng hoa nhé. Đấy nhậu cho say quá cần câu rồi mấy đứa nói nhăng nói cuội, có rượu vào mà anh Pim dám thả thính cả em Tuệ Y của quận luôn à. Tác phẩm của Pim được thầy khen nên miệng anh Pim cười ngoác tới mang tay rồi, có lòng tốt muốn chờ thằng bạn mà nó còn trêu ngươi mình. Vậy là Pim xách đít đi về luôn. Vừa ra khỏi cửa đã gặp Phùng, vẫn là sự xuất hiện như mọi hôm, khoe mình có ô tô hay sao mà bíp còi làm Pim giật bắn cả người. Phùng muốn chở Pim về nhưng Pim nói không muốn, vậy là Phùng phải nói quy tắc, Pim làm theo mọi yêu cầu của mình thì Pim mới đồng ý lên xe. Pim đói nên kêu Phùng dừng tại quán ăn, thấy mặt anh Phùng là biết chưa bao giờ được ăn mấy quán vỉa hè này rồi. Pim order một đống đồ ăn, còn Phùng không biết gọi gì nên đành gọi giống Pim. Lại còn trêu anh Phùng không biết gọi chứ gì, thì làm gì có menu đâu mà biết. Đến lúc Pim kêu để tao pha gia vị cho mà Phùng giành lại kêu tự pha được. Thích ra vẻ nên cuối cùng cay chưa anh, lại còn hết nước nữa chứ. Thấy Phùng cay quá mà Pim lo lắng, nhưng anh Pim keo kiệt thế, cho người ta cả cốc nước thì không cho mà chấm một miếng nước rồi đặt lên môi người ta thế kia à. Thả thính thế này có chết con tim không chứ? Đấy quan tâm vậy mà lại bỏ tay mày mặn vãi. Pim hỏi Phùng là người hôm trước đưa Pim về phải không? Phùng ra vẻ không nhớ gì cả nhưng Pim nói người say còn nhớ nữa mà. Đấy Pim nhớ thì hỏi làm gì, xác nhận không phải là mơ rồi nhé. Phùng hỏi Pim có nhớ hôm đó đã làm gì không, rồi Phùng tiến sát tới mặt Pim mà tả lại giống như những lời nói và hành động hôm đó của Pim. Tay thì chạm vào mặt rồi khen mũi cao, mắt đẹp, mặt cũng đẹp trai, bốn mắt nhìn nhau như này là chuẩn bị dính lưới tình đấy hai anh nhé. Đang bốn mắt nhìn nhau tóe lửa tình thì cô Pui gõ cửa xe làm hai đứa giật mình. Người ta bảo định làm điều mờ ám thì bị phát hiện nên mới giật mình đấy các bác ạ. Cô Pui kêu Phùng tốt bụng đưa Pim về mà nhìn cái thái độ của Pim kìa. Cô Pui mời Phùng vào uống nước nhưng mà thôi, Phùng xin phép đưa Pim về là cũng hết trách nhiệm nên xách đít đi về thôi. Bắt được quả tang anh Phùng tương tư người ta rồi nhé, nhìn cốc nước thôi mà cũng nhớ Pim. Khoa mỹ thuật có buổi trưng bày nên Phang rủ mọi người đi xem. Nghe đến khoa mỹ thuật là anh Phùng gật đầu đồng ý liền. Mọi người thấy lạ quá, tự nhiên Phùng lại quan tâm đến sự kiện kiểu này à? Vậy là Phùng lấy đại lý do đi tìm Tuệ Y thôi chứ em biết thừa anh muốn đi gặp ai rồi nhé. Đang phàn nàn vì thầy giao bài khó quá thì Phùng đến đón Pim tận cửa để cho mấy đứa bạn bàn tán người yêu của Pim à? Vẫn là câu chuyện đón em rồi bắt đi làm nhiệm vụ người hầu thôi. Đi làm nhiệm vụ mà được xe xịn đón tận cửa thế này thì em cũng tình nguyện đi. Dẫn Pim đến phòng rồi bắt dọn dẹp trong khi cái phòng sạch bong sáng bóng thế kia. Dọn nhưng thái độ rất bố láo nhé, cứ hút bụi chỗ anh Phùng, giống như chỉ chỗ anh Phùng ngồi là bẩn vậy, hai anh phải trêu chọc cà khịa nhau thì mới yên lòng à, rồi phủi bụi mà muốn phủi luôn Phùng ra khỏi ghế vậy. Rồi thích trêu nhau à, Phùng cũng lấy gối đánh lại, cả hai đấu đá nhau thế nào mà ngã vào lòng nhau rồi môi chạm môi. Đúng lúc đó hai thằng bạn không mời mà đến làm ảnh hưởng đến không gian của hai đứa, Pim ngại quá nên chạy về trước. Chạy cho nhanh nên Pim quên lấy túi, còn anh Phùng thì đang bận chơi game. Pim nói mình vẫn đang chờ lấy túi vì có bài báo cáo phải nộp vào ngày mai. Vậy là anh Phùng chơi game nhanh, rồi đuổi ngay hai thằng bạn kỳ đà đi để còn đi gặp em Pim chứ. Thấy Pim ngồi vật vờ đợi bên hồ bơi mà anh Phùng lo lắng Pim giận mình nữa chứ. Nhưng vừa được câu ngọt ngào thì câu sau đã bảo Pim là người hầu mà giận sao được. Rồi còn dù Pim nhanh chân lên còn dọn dẹp nữa chứ. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông mà anh Phùng dám thử hai lần tay nghề nấu ăn của Pim. Một lần trước thử tay nghề nấu ăn của Pim vẫn chưa đủ kinh hãi hay sao mà Phùng chơi liều thế vẫn muốn thử lần nữa à? Đấy nói có sai đâu mà, đến Pim còn chê mặn kêu vẫn nên là đặt đồ ăn đi. Nhưng không hiểu có phải hương vị tình yêu hay không mà anh Phùng vẫn ăn ngon lành khiến Pim nhìn bằng con mắt khác nha. Giờ mới biết tình yêu làm liệt vị giác con người các bác ạ. Ngồi xem phim cùng nhau mà Pim ngủ lúc nào không biết, giật mình tỉnh dậy thì thấy đang nằm lạnh lẽo ngoài ghế, còn cái thằng kia thì nó chăn ấm đệm êm trong cái rừng rộng cả 2 mét, nghĩ có cay không chứ, phải ném ngay cái gối vào mặt nó cho hà dạ. Nhưng mà anh Pim có biết là lúc anh ngủ say như chết thì đã được dựa đầu vào bờ vai vững chãi của Phùng rồi không? Hôm nay là ngày thả đèn hoa đăng nên cả nhóm tụ tập ăn chơi, rồi tính làm rạp xiếc hay gì mà phải rủ nhau mặc đồ kẻ sọc caro vào ngày lễ vậy.
Trước khi đợi đến màn ca hát của Quy thì cả nhóm chia phe ra mà đi chơi. Biết trước sau gì tách nhóm thì Phung cũng đi với Tim thôi. Đang đi chơi cùng nhau thì gặp Toe Y đến kéo hai đứa đến khoa mỹ thuật. Kể ra cái tên Toe Y này nhanh miệng ghê, tiền không mang theo mà cầm đồ như thật, nhưng được anh Phung đại gia ga lăng nên móc tiền mua luôn, tiện thể tặng luôn cho Pi một cái vậy. Đã đến giờ trình diễn của Quy rồi, mọi người đang hào hứng xem màn trình diễn của Quy, còn Phung thì kéo Pim đi đánh quả lẻ. Được Phung dẫn vào lễ chùa mà Pim cả khịa người như Phung mà cũng đi lễ chùa đấy à? Phung cũng không vừa nói tao mà không vào chùa được thì mày cũng không vào được đâu nhá. Hai anh không cà khịa nhau thì ăn cơm không ngon, ngủ không yên hay gì. Hôm nay là ngày tốt nên Phung tốt bụng, kêu Pim không cần làm việc cho Phung nữa, nghe xong như bắt được vàng, vậy là Pim vui vẻ ok đi chơi thôi. Hai anh đi chơi hay đi thưởng thức ẩm thực thế, lúc nào cũng thấy ăn thôi. Rồi nhìn anh Phung chơi ném phi tiêu giỏi trước kia, ném phát nào trúng phát đó mà trúng luôn vào tim em rồi đây này. Ý Phung lấy phần thưởng con gấu bông hình con trâu đen tặng cho Pim mà Pim còn bảo chửi xéo mình đúng không? Mồm thì cà khịa nhau nhưng hành động thì tình cảm quá các bác ạ. Anh Phung chỉ cảm thán một câu thôi cũng đủ em Pim ngơ người rồi. Đi chơi chán rồi đến cuối cùng còn mỗi một chiếc đèn hoa đăng, cả hai định giành nhau thì Phung nhanh tay trả tiền mất rồi. Nhìn thấy Phung có đèn hoa đăng đẹp mà Pim cà khịa người như Phung mà lại được đồ đẹp, rồi nói Phung là người xấu tính, độc ác, ngáo quyền lực, không có trái tim. Miệng thì chửi xéo người ta mà lúc Phung nói nếu mình có trái tim thì sao, làm Pim ngại đỏ cả mặt. Hai anh cứ thả thính nhau như này thì chết con dân không chứ. Mua đèn hoa đăng to được tặng kèm đèn hoa đăng cút phô mai que cho Pim làm anh Phung cười suốt thôi. Pim mua pháo bông mà đến cái lúc thanh toán tiền thì lề mề thế nhỉ, cứ để Phung nhanh tay trả tiền. Cái này anh Pim cố tình đúng không? Cả hai cùng thả đèn hoa đăng mà Pim nhìn trộm Phung mấy lần nha, khiến anh Phung phải nhắc nhở chắc là tao đẹp trai đúng không, mà bà Pim cứ nhìn trộm người ta hoài nha. Đến lúc cầu nguyện cũng dán liếc nhìn một nữa thì mới chịu. Phung đưa Pim về khoa mỹ thuật vì Pim còn phải chạy deadline. Phung định đưa Pim lên tận phòng nhưng Pim nói không cần. Phung nói hôm nay mình rất vui vì bố mẹ Phung bình thường không có thời gian dành cho Phung, chỉ có Phang và Be là làm bạn chơi với Phung thôi. Được anh Phung cảm ơn mà Pim chỉ chăm chăm nhìn vào gương mặt đẹp trai và bờ môi căng mọng của anh Phung thôi. Bờ môi quyến rũ như này mà không hôn thì thật là phí mà. Chụt chụt một cái cho con dân thèm chơi nào. Hôn xong ngại quá anh Pim phải chạy nhanh đi nhưng vẫn phải quay lại giật con trâu trong tay của Phung. Được ăn cháo lưỡi nên hai anh miệng cười đến mang tai luôn rồi kìa. Cái tội ham chơi quá nên nước đến chân mới nhảy, deadline dí đến đít nên bây giờ Pim lại kêu than. Quy hỏi hôm qua Pim đã chạy đi đâu, nhắc làm Pim nhớ đến cảnh hôn hít với Phung mà phải than trời, không biết mình đã làm cái quái gì rồi. Phải đi hỏi ngay quân sư tình yêu Quy chuyện tình cảm, cho hỏi có ai chưa là người yêu, chưa hẹn hò, không có mối quan hệ rõ ràng mà hôn nhau không nhỉ. Đấy đến anh Quy còn ngạc nhiên cơ mà, nếu quan hệ chưa rõ ràng thì làm cho rõ đi. Nhưng Pim nói chuyện đó không đơn giản do có nhiều yếu tố. Quy hỏi có phải Pim thích người ta rồi không, gãi đúng chỗ ngứa rồi đấy nhưng Pim lại chối rồi đánh trống lảng sang vẽ tranh. Nghe Tàn nói đi xem triển lãm tranh của khoa mỹ thuật là anh Phung đánh hơi biết ngay em yêu đang ở đó nên xách cái đít dục mọi người đi xem triển lãm nhanh còn kịp. Biết ngay mà đến triển lãm là phụ còn tia em bồ là chính, mới đến đã tìm ngay em Pim rồi còn chụp lén nữa chứ. Pim thấy Phung thì ngại quá liền quay mặt đi, Phung hỏi Pim tránh mặt mình à nhưng Pim đánh trống lảng nói mình chỉ là hát xì thôi. Ngại quá phải đổi chủ đề ngay, Pim hỏi Phung có hiểu gì về nghệ thuật hay không mà cũng đến đây xem triển lãm, Phung nói mình đi đến cùng hội tan thôi. Pim nói nếu Phung không đá trúng tranh của mình chắc tranh của Pim cũng được trưng bày ở đây rồi. Nghe xong câu này là Phung thấy có lỗi rồi đây. Phung định nói gì đó nhưng Pim liền tìm cớ đi tìm Tan rồi chạy mất. Cả đám đến chúc mừng tranh của Quy được tham dự triển lãm rồi tiện thể selfie bức ảnh kỷ niệm. Đang vui mà Tan còn đụng vào nỗi đau của Pim là tranh không được tham dự triển lãm chứ. Làm cho anh Phung càng thấy tội lỗi với Pim nhiều hơn. Cả đám đi về rồi mà mắc cái nét gì anh Phung vẫn đứng đó vậy. Phung nói muốn đi xem thêm tranh, nhìn cái mặt rừng rưng như chưa có chuyện gì xảy ra của Phung khiến Pim vò đầu bứt tai không biết nên làm như thế nào. Đi xem tranh là phụ còn chụp lén ảnh em là chính đúng không anh Phung? Đi qua chỗ vẽ cốc mà Phung nổi hứng đòi vẽ, cái mặt Pim thì kêu muộn lắm rồi nhưng vẫn đồng ý nghe theo Phung, định đánh bài chuồn về trước nhưng đến khi Phung trưng cái bộ mặt cún con làm nũng đòi Pim ở lại làm cùng là Pim cũng đồng ý luôn. Đấy thế là Phung xoa đầu Pim rồi còn kêu đáng yêu, cái nét bà bánh bèo phai là kiểu nhìn thấu hồng trần rồi đấy nha, nhìn là biết mùi đam mỹ nồng nàn quanh đây rồi đấy. Vốt một like cho cặp đôi sớm đến được với nhau nhé. Pim định nhắc tới chuyện hôm trước nhưng mà chần chừ lại thôi không nói gì nữa. Vẽ cốc xong là kêu đưa cho file để đem nung rồi tuần sau file sẽ gửi lại cho Phung. Nhưng Phung nói cứ gửi chỗ Pim dù sao đồ của Pim cũng là của Phung mà. Đưa cốc cho file rồi Pim đòi về nhà nhưng Phung nói sẽ đưa Pim về. Phung hỏi Pim kỳ nghỉ cuối tuần có rảnh không, Pim lại cà khịa chắc chắn Phung tính sai vặt Pim nữa chứ gì, cứ thích tự làm theo ý mình. Vậy là Phung trêu chọc người làm theo ý mình là Pim mới đúng. Đang định nhắc đến tối hôm trước thì Pim nhanh chóng chặn họng Phung lại, nói mình có bài cần làm nên chạy nhanh vào nhà.
người ta đã ngại rồi mà anh Phung còn cứ trêu bé cơ. Hết học kỳ là cả đám lại đòi nhậu ăn mừng, địa điểm là nhà Pim và vẫn là những gương mặt cũ, nhậu nhẹt bê bết say quắc cần câu rồi nằm la liệt trên đất mà ngủ, nhìn có giống dân tị nạn không chứ. Cả bảy cái thân to như con voi nhưng không đứa nào biết nấu ăn, lại phải gặm bánh mẹ ăn sáng, mặt nhiều chuyện lỡ nói bí mật là toe ý thích Quy ra, làm mọi người giật mình ngã ngửa. Đúng lúc đó Quy xuất hiện, cả đám đã giật mình run như cầy sấy, suýt nữa làm lộ bí mật động trời nên phải nhanh chóng đuổi quận ra ngay. Toe Y tâm sự đã thích Quy từ lâu, Quy chính là động lực để Toe Y quyết định thi mỹ thuật và trở thành đàn em mã số của Quy. Mọi người quyết định sẽ giúp đỡ Toe Y tán đổ Quy, nhưng mới thấy Quy xuất hiện là cả đám chạy té khói rồi thì không hiểu giúp kiểu gì đây. Pim rủ Quy đi vẽ tranh ở công viên thì Phung gọi điện đến hỏi Pim đang ở đâu. Gia trưởng mới lo được cho em, cái nết anh Phung hỏi vị trí của Pim rất dứt khoát mà anh Pim còn chưa kịp nói gì đã cúp máy rồi. Đi đến công viên thì thấy Chen và Toe Y, Pim nói Chen đang tán tỉnh Toe Y nên mới dẫn ra đây chơi. Thì ra kế hoạch của cả bọn chính là nói Chen đang tán tỉnh Toe Y, để Quy nếu có tình cảm với Toe Y thì sẽ có biểu hiện hay phản ứng gì đó bất bình thường. Cái kế hoạch nghe nó vô lý nhưng lại rất thuyết phục. Anh Quy nghe tin Toe Y và thằng bạn thân đang hẹn hò là đã bắt đầu có phản ứng hóa học khó chịu rồi đấy. Pim đang vẽ tranh thì Phung đến, Phung hỏi bức tranh kia Pim đã vẽ xong chưa. Thật ra là vẽ xong rồi đấy nhưng Pim lại nói với Phung là vẫn chưa vẽ xong. Phát hiện ra có đứa vì muốn ở cạnh trai nên nói dối nhé. Nghe đến đây là anh Phung sướng cười tít mắt mà nói, Pim sẽ còn gặp mình dài dài. Pim chợt nhớ tới lời nhắc nhở của Quy nên làm rõ tình cảm của mình, thì quay lại nhìn Phung mà tự hỏi mình thích Phung thật à? Phung hỏi Pim có nhớ điều từng nói với Phung lúc tô màu không, Pim lại ngùng không dám nhắc đến, còn Phung thì nói không bao giờ quên nụ hôn đó, rồi tiến đến đá lưỡi với Pim. Hôn xong là nhắc nhở nhẹ, Pim cũng không được quên nụ hôn của Phung đâu đấy. Kế hoạch để Chen tán tỉnh Toe Y nghe có vẻ cũng rất khả quan nha. Cả bốn đứa ngồi bàn tán chuyện đi công viên của Chen và Toe Y rồi thái độ của Quy. Pun cũng đã nghĩ ra kế hoạch tiếp theo và vẫn phải lôi kéo mọi người cùng thực hiện. Tan gọi Phang đi công viên giải trí chơi, vậy là Phang rủ Phung đi nhưng Phung từ chối. Thế mà Phang vừa nhắc tới bạn bè của Tan cũng đi cùng, thế là Phung lật bánh trắng đòi đi theo ngay. Biết Pim cũng đi nên Phung mới đồng ý đi chơi chứ tốt lành gì. Cả đám đến công viên giải trí chơi. Toe Y với Chen thì cứ diễn phim tình cảm cho quận xem. Mới trò chơi đầu tiên mà Toe Y chơi trò nặng đô ghê, nhưng cả đám hùa theo chơi. Phung nhìn mạnh mẽ thế mà chơi trò này cũng dánh ngang, phải nét vào người em Pim, mất hết cả thể diện của một top thế anh trai. Đến trò tàu lượn siêu tốc, nhìn là biết anh chàng to xác không dám chơi rồi nên Pim rủ Phung đi mua nước uống. Cả đám giật mình trước tin động trời Tan và Phang yêu nhau, cái thằng tào lao mía lao này mà tán được Phang à? Thật là chuyện độc là bình dương mà. Còn Phung thì ung dung ngồi uống nước sơi chè, vì chính Phung là người mai mối cho cặp đôi này mà. Kế hoạch của Pun cũng có kết quả rồi đấy, Quy đã tỏ tình với Toe Y ở trong nhà ma rồi. Vừa từ nhà ma ra là Toe Y đơ như quả bơ, đây là hội những người chiều chuộng Toe Y hay sao mà Phung nói. Chỉ cần Toe Y muốn chơi trò gì thì cả nhóm chơi trò đó, nhưng Toe Y được hôn anh Quy cơ rớt rồi, đang sướng tê người nên không muốn chơi gì thêm nữa. Giờ em Toe Y chỉ còn thích chơi trò cưỡi ngựa hay trò bắt con cọp với anh quận mà thôi. Vậy là cả đám giải tán ai về nhà người đó. Phải đưa cái cốc đã tô màu cho Pim để chuyển cho Phung, vậy là Pim gọi hỏi Phung có nhà không để đến tìm. Vừa nghe em bồ đến tìm thì hí hửng dọn dẹp nhà cửa, xịt nước hoa thơm phức nhưng mà mở cửa ra, Pim đưa mỗi cái cốc rồi quay đít về, khiến Phung còn chưa kịp nói câu gì, thiệt là mất cả hứng. Nhưng cầm cái cốc Pim đưa là Phung vui cười tới tận mang tai rồi. Hai đứa này không khịa nhau ngày nào là sống không vui hay sao vậy? Pim chơi đều vẽ hình con trâu dưới cốc rồi ghi tên Phung. Nghỉ hè chưa ngủ phê mát mà đã đến kỳ học mới rồi. Mới gặp nhau sau kỳ nghỉ hè thôi mà thầy đã giao bài tập luôn, khiến đứa nào cũng kêu trời kêu đất. Thấy Quy là Toe Y lại có thái độ khác lạ làm Pim thấy hai đứa này có gì mờ ám nha. Liền tra khảo thằng bạn ngay, mày và Toe Y đã làm gì ở nhà ma để Toe Y thành ra như thế này? Mà Quy giấu kín thông tin không thành tiết lộ luôn. Quy chỉ hôn môi Toe Y thôi, nên bây giờ thằng nhỏ mới ngại ngùng thế, anh Pim làm sao mà biết được. Pim nhận được tin nhắn của Phung, rủ qua chỗ mình cái là ba chân bốn cẳng chạy ngay đi bỏ mặc thằng bạn ở một mình. Đang đứng mua nước thì tự nhiên bị cái thằng dở hơi nào đấy vỗ vào đầu. May mà anh Pim dễ tính chỉ bắt trả tiền nước thay cho lời xin lỗi thôi chứ như em là phải vả lại một cái cho công bằng rồi. Phung nói muốn uống cà phê ở nhà Pim nên Pim dẫn về nhà. Cô Pui muốn pha cà phê cho hai đứa nhưng Phung nhanh mồm nói để cho Pim pha cho Phung. Đấy cô Pui còn chưa được uống cà phê Pim pha bao giờ mà bây giờ nó đi pha cho trai uống đấy. Đúng là quả quạ nuôi tú mà. Thử thách tay nghề của sinh viên mỹ thuật pha cà phê, vị khách này hơi khó tính nha. Yêu cầu cà phê không ngọt quá, vì ngọt nhiều sẽ khiến anh tiểu đường. Nhìn là biết Pim pha ngon nên anh Phung uống thỏa mãn vậy cơ mà. Pim đuổi thẳng cổ Phung về nhanh để lát bạn Pim còn đến, vì Pim vẫn chưa nói hai đứa có thỏa thuận. Tụi nó nghi ngờ hai đứa quen nhau thì nguy.
Nhưng Phung vẫn cứng đầu nói mình là khách hàng đặc biệt nên được ở đây. Hai đứa nhìn nhau tình thương mến thương quá nên đám bạn đến lúc nào mà không biết. Phải để Tan lên giọng thì hai đứa mới giật mình tách nhau ra, bị bắt quả tang nên bây giờ Tan hỏi mà hai đứa cứng miệng không biết nói gì. Rồi Tan kêu Phung tham gia luôn vào kế hoạch của mọi người. Mọi người kể kế hoạch tình yêu bọ xít của Tuê Y cho Phung nghe. Đang bàn tán sôi nổi thì Tuê Y lỡ miệng nói về em sữa lắc và anh bút chì thì Quy nghe được câu chuyện nên Quy rất tức giận tra hỏi Tuê Y rồi bỏ đi, để mặc Tuê Y khóc trôi giường cùng đám bạn. Mọi người đưa Tuê Y về trước còn Pim đến nói chuyện với Quy. Pim thay mặt cả đám xin lỗi Quy vì đã lên kế hoạch này. Xin lỗi không nên tham gia vào chuyện của hai đứa nhưng mọi người chỉ có ý tốt thôi. Pim rủ mọi người tối nay ngủ lại nhà mình. Vẫn là cái giường bé tí mà năm đứa to xác như con trâu chen chúc lên ngủ. Quy rủ Tuê Y đi ăn rồi tâm sự tuổi hồng. Pim đang hóng hớt Tuê Y với Quy thì Mắt xuất hiện ngay bên cạnh làm giật cả mình, tiện tay tắt luôn Mắt một cái, khiến thằng bé ngất ngay như con gà tây tại chỗ. Cái đám bê đuê này rãnh rõi ghê, suốt ngày tụ tập ấy nhỉ. Vẫn là câu chuyện xoay quanh việc tình cảm của Tuê Y và Quy. Nghe Pim nói Quy cũng có cảm tình với Tuê Y, vậy là em thụ có động lực, quyết định sẽ tấn công quận ngay và luôn. Còn tưởng tấn công kiểu gì thì ra chỉ là hành xử như đàn em mã số của Quy thôi đấy, rồi sẽ cho Quy biết Tuê Y cảm thấy thế nào. Pim không tin tưởng lắm nhưng thôi chống mắt lên xem nó làm cái trò gì. Đấy biết ngay mà, mới hùng hổ lúc nãy xong mà giờ quận mới quát một cái Tuê Y đã ránh ngang, sợ run cầm cập ôm tay Pim rồi. Thế là Pim lại phải nhanh trí nhắn tin xin ý kiến của đồng đội về vụ này thôi. Mà Tuê Y sợ Quy cũng đúng, đến Pim còn nhìn Quy giữ như con Kiki ở nhà cơ mà. Pun đưa tin tốt đến cho cả đám là phải đi chạy làm tình nguyện, tin tốt với Pun chứ cả đám nhìn là biết không đứa nào muốn đi rồi. Nhưng mà bút xa gà chết, giảng viên đã ký quyết định rồi nên cả đám phải đi thôi, quan trọng người chưa đủ nên phải đi tìm thêm người nha. Nên nhiệm vụ mỗi đứa phải đi dán tờ rơi ở các khoa. Tan cùng Pim đi dán tờ rơi ở khoa kỹ thuật thì gặp nhóm của Phung nên tiện thể rủ nhóm Phung tham gia luôn. Vừa nghe nhắc tới Phang là Tan ba chân bốn cẳng đòi chạy đi tìm tình yêu rồi để Pim lại cho Phung. Tận dụng thế mạnh của vị trí công thụ, thế là Pim ném luôn đống tờ rơi vào tay Phung mà bảo đi dán hết đi. Phung hỏi tại sao mọi người lại đi chạy tình nguyện, thì ra là kế hoạch của Pun để Tuê Y và quận yêu nhau. Pim hỏi tại sao Phung cũng đòi đi chạy, người như Phung mà cũng đòi đi tình nguyện à. Pim định đi về thì Phung kéo tay giữ lại. Hai anh hôn nhau rồi mà giờ nắm tay thôi mà cũng ngại cơ à. Phung rủ Pim đi chụp ảnh cùng, ở gần nhà Pim. Được anh top mở lòng làm sao mà em thụ từ chối cho đặng, ok la cùng đi chụp ảnh thôi nào. Phung thấy người ta đi xe đạp cũng nổi hứng đòi đi xe làm Pim mắt chữ A mồm chữ O nhìn Phung ngạc nhiên, Phung mà cũng biết đạp xe á, lại khinh thường anh Phung rồi. Đấy Phung phải kéo tay Pim ôm eo mình mới vừa ý cơ thì giấy đồ đạp xe đạp của anh chàng là đây. Đưa em đi chơi xa, trên con xe hai bánh. Thấy Phung chụp ảnh mà Pim cũng đua đòi chụp ảnh theo, vậy là Phung đưa máy ảnh cho Pim. Pim chụp ảnh Phung nhưng chắc vẻ đẹp trai của Phung làm Pim đỏ mặt, ai rồi cũng mê trai mà thôi, lại còn trai đẹp như Phung nữa chứ. Phung biết mình đẹp trai nên trêu chọc Pim, khiến Pim ngại quá phải chạy về trước. Đang ngồi nhặt lá đá ông bơ với lũ bạn thì Luen đến làm quen. À thì ra đây là cái thằng tự nhiên vỗ đầu mình đây mà, vỗ mạnh quá khiến Pim mãi không quên luôn ấy. Vậy là Pim giới thiệu Luen cho mọi người làm quen luôn. Buổi chiều đến, tại buổi quyên góp sách cho trại tình nguyện, mấy anh biết mình đẹp trai nên chỉ cần đứng và cười, nhảy như trò con bò thôi mà đã có một đống bánh bèo đến quyên góp sách rồi. Đúng là bánh bèo mê trai đầu thai cũng không hết là có thật mà. Xong công việc, thế là Phung đi về nhà, là nhà chứ không phải chung cư nha, khiến Phang ngạc nhiên hỏi, sao Phung hôm nay lại về nhà? Phung hỏi Phang tại sao lại thích Tan vậy, cái này cũng phải hỏi, thích là thích, cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên chứ sao? Nghe Phang nói mà Phung cũng nhớ đến những khoảng khắc cùng Phim mà tự mỉm cười. Đến lúc Phang tra hỏi, tại sao Phung lại thắc mắc vấn đề này? Nhưng Phung ngại ngùng lẩn tránh nên xách đít đi luôn. Là nhân viên mỹ thuật nên Phim và Quy có trách nhiệm phải vẽ bảng trại cho buổi tình nguyện. Làm việc thì ít mà chơi trò con bò thì nhiều, bôi màu lên người nhau cho đã rồi đến lúc rửa cũng nghịch nước được. Không biết mấy anh là sinh viên năm 3 hay mấy đứa trẻ mới lên 3 tuổi nữa. Mọi người phân chia ra làm nhiệm vụ mà chưa gì đã thấy sai sai rồi, không biết có làm nên trò chống gì không đây. Phum thì sẽ dạy trẻ vẽ nên đến cửa hàng để chọn đồ. Đúng là nhà giàu nói gì cũng đúng, Phung nói Pim muốn mua bao nhiêu cũng được, anh mua cả cửa hàng cho Pim còn được cơ mà huống đi mấy cái quà lẻ tẻ này. Đúng là người giàu nói chuyện muốn vã vào mồm nó ghê các bác nhỉ. Chạy deadline đến tối muộn mới xong mà rủ thằng bạn Quy đi ăn thì bị từ chối. Pim đành đi về nhưng không sao, đã có Phung đứng đợi sẵn ở dưới khoa rủ Pim đi ăn rồi. Sẵn sàng đứng đợi em ở trước khoa mỹ thuật luôn. Bây giờ Phung không ngại với bạn bè nữa, vì quan trọng là muốn rủ Pim đi ăn. Đúng lúc đó Pun gọi Pim đến thư viện giúp đỡ, vậy là Pim nhanh chân chạy đi ngay, Phung cũng đi theo luôn. Pun nhờ Pim sắp xếp sách bỏ vào thùng cho chuyến đi tình nguyện ngày mai.
Pun hỏi hai đứa còn định đi đâu không thì Phung nhanh miệng nói còn chưa được ăn cái gì nữa, thế là Pun nhanh chân chạy đi mua cơm. Pun mua cơm về nhưng nhìn cái mặt là biết có chuyện rồi, Pun phải đi gặp giảng viên nói chuyện nên để Phung và Pim ở đây tự sắp xếp đồ. Hai anh ăn cơm đi chứ thả cơm chó cho con dân xem làm gì. Phung tâm sự ở bên mọi người rất vui, đặc biệt là ở bên Pim. Pim trêu chọc tưởng như Phung đang tỏ tình mình vậy. Mà Phung nói câu chắc nịt, đúng rồi đấy, làm Pim đứng hình dừng khoảng chừng 2 giây. Pim hỏi lại thì Phung lại nói không có gì, anh tóc này cũng thảo mai lắm đây chứ chẳng phải đùa. Sắp xếp xong xuôi thì hai đứa xách đít đi về, Phung vẫn ga lăng tình nguyện đưa Pim về cho dù không tiện đường lắm nha. Pim bảo về để sắp xếp đồ cho chuyến đi ngày mai, còn Phung thì nói nếu mình gọi thì Pim nhất định phải nghe điện thoại của Phung nha. Pim bảo có gì thì nói ở đây luôn đi nhưng Phung vẫn nhất quyết phải gọi nói chuyện với nhau cơ. Cả hai về mà ánh mắt lưu luyến nhau không muốn rời xa. Anh Phung nói chắc làm gì để Pim hóng điện thoại của anh Phung như hóng bẹ đi chợ về. Đang hí hửng có tiếng chuông điện thoại thì thất vọng vì là Pun gọi cảm ơn Pim đã giúp đỡ chứ không phải trai. Mãi không thấy cuộc gọi nào mà Pim nóng mặt rồi đấy, nhắc Phung cái là Phung gọi điện rồi nhé, còn gọi video để xem mặt cơ. Còn tưởng gọi làm gì thì ra để Pim tư vấn sắp xếp quần áo cho chuyến đi ngày mai. Đúng là công tử nhà giàu nên không biết mang đồ cho chuyến đi tình nguyện hay là đi chơi nữa. Nói chuyện lâu quá nên Pim ngủ gật lúc nào không hay, Phung tạm biệt chúc ngủ ngon, Pim cũng vô thức nói chúc ngủ ngon rồi giật mình tỉnh dậy. Nhìn con gấu bông mà tự hỏi lòng mình có phải đã thích Phung lắm lắm rồi không? Như này là thích lắm rồi đấy Pim ạ. Cuối cùng, cái ngày định mệnh phải đi làm tình nguyện cũng đến. Phung và Pim đang thả cơm chó thì trà xanh Luen đi tới chen ngang làm mất cả hứng. Nhìn Pim cùng Luen nói chuyện mà cái nét ghen tuông của anh Phung chuẩn bị nổi lên rồi đấy. Đã vậy lên xe còn bị tên Luen giành chỗ ngồi cạnh Pim. Anh Phung cẩn thận mất vợ vào tay thằng khác như chơi đấy nhé. Ngồi cả đoạn đường dài cuối cùng cũng đến nơi, Tun nói mọi người tự lựa chọn chỗ ngủ. Lần này thì Phung đã nhanh chân giành chỗ ngủ nằm cạnh Pim rồi, ghét cái mặt thằng trà xanh không độ Luen nên Phung rủ Toe Y nằm cạnh mình luôn. Vậy là Luen phải lủi thủi đi ra chỗ khác nằm, cho chừa cái tội đòi giựt bồ người khác đi nhé. Trước khi làm tình nguyện thì Pun phải nhắc nhở đồng bọn đừng quên nhiệm vụ chính là giúp đỡ cho cặp đôi Quận và Toe Y nữa. Mặc dù Quy đang giận Toe Y nhưng cả đám phải sử dụng mưu hèn kế bẩn để dụ dỗ Quy nói ra tình cảm của mình với Toe Y. Việc nhà thì nhác còn việc khác thì siêng, ở nhà không biết có phụ giúp bố mẹ quét nhà không mà đi tình nguyện các anh làm việc chăm chỉ thế. Làm tình nguyện thì chính mà quậy là chủ yếu. Pim được giao nhiệm vụ dạy vẽ tranh cho các em nhỏ. Phung không biết vẽ tranh nhưng vẫn nhận vị trí trợ giảng. Vậy là bị một em nhỏ chơi khó, bắt vẽ hình con cá voi. Cuối cùng Phung vẽ ra thành hình con cá trên mấy mau. Anh đẹp trai nhưng vẽ xấu, Pim lại gần định giúp thì tên Luen thấy vậy cũng nhiều chuyện chạy lại đòi vẽ cá voi cho bé trai. Nhưng mà hình Luen vẽ mới chính xác là cá voi nha anh Phung. Quê là quê quá chừng mà. Thấy Pim nói chuyện vui vẻ với Luen làm anh Phung buồn, lại lủi thủi đi ra chỗ khác. Không tách được cái tên trà xanh kia ra khỏi Pim, nên Phung dùng mưu hèn kế bẩn bắt đứa nhỏ gọi Pim ra vẽ con sư tử. Kế hoạch thành công, nhưng trẻ em không biết nói dối, thằng bé tố cáo Phung, nói, chỉ cần nó tách được Pim và Luen ra thì sẽ mua sô-cô-la cho nó ăn. Anh Phung không giành được người yêu là đi dụ dỗ con nít thế à? Làm nhiều rồi thì cũng phải đến giờ ăn, mọi người đang tám chuyện thì Pun gợi chuyện hỏi Luen đến đây làm gì. Thấy Luen chẳng có bạn bè gì mà cứ đi cùng Pim là sao, hay là đến để tán Pim? Pun này nhiều chuyện quá đi, mà Luen cũng trả lời là đúng vậy, làm cả đám nghe xong giật mình, đúng là tin hát giật gân làm hai người căng thẳng nhất chính là Pim và Phung đây này. Thấy Luen và Pim đang rửa chén với nhau thì Phung đi đến đứng giữa tách ngay hai đứa ra, rồi đòi rửa bát chung. Phung với Luen rửa bát thì phụ mà phá nhau là chính, để mặc Pim đứng bên cạnh nhìn hai cái thằng trẻ trâu làm trò con bò mà muốn phát điên. Ghét nhau ghét cả đường đi, đến lúc đi tắm mà Phung và Luen vẫn không quên cả khịa nhau. Ấy vậy mà thấy Pim đi ra là lại bật chế độ thảo mai nhường nhau tắm trước. Pim nói có nhiều phòng tắm thì sao phải nhường nhau làm gì vậy? Thì là hai anh đang tranh giành bót với nhau đấy Pim à. Thấy Pim đi rồi thì Luen nói mình thích Pim, đúng là thách thức Phung mà. Phung hỏi Luen nói chuyện đó làm gì? Thì Luen nói lỡ đầu Phung muốn biết thôi. Cái nét bé trà xanh này cũng không vừa nha cả nhà. Át mà muốn tán cho nó một cái cho hết cái nét đi rực người yêu của người khác mới được. Tắm xong vào đến phòng là cái nét bà tám nổi lên. Pim đòi Tan kể chuyện tình yêu bọ xít của Tan và Phang. Thế là cả đám bà tám, bà chín, bà mười cũng tụ họp đòi hóng chuyện tình đam mỹ ngay và luôn. Mấy bà tám chỉ hết chuyện khi Phang đi vào. Chắc bị bội thực cơm chó từ Tan với Phang nên Pim ra ngoài hóng gió thì Luen cũng đi tới. Luen tâm sự ngưỡng mộ Pim, người như Pim mang đến niềm hạnh phúc cho mọi người. Đúng lúc đó, Phung nhìn thấy Pim và Luen thân thiết nói chuyện với nhau, mà anh chỉ biết đứng từ xa nhìn em vui vẻ với người khác rồi buồn bã quay lưng đi, thì bắt gặp ngay ánh mắt của thằng bạn thân. Thôi xách đít mà đi về chứ sao nữa. Thấy Phung buồn như con chuồn chuồn nên Mick tiến đến hỏi có phải Phung thích Pim không, nhưng Phung không nói gì. Làm bạn lâu nay nhìn là biết Phung va phải con đũy tình yêu rồi. Phung kể chuyện thỏa thuận của mình với Pim, bắt Pim làm người hầu cho mình, lúc đó nghĩ là ngầu trêu đùa cho vui, ai ngờ đâu thích luôn người ta. Mick đưa ra lời khuyên cho Phung, muốn làm gì thì làm nhanh lên, không là bị thằng khác nắng tay trên bây giờ. Không biết khuyên bảo hết nước miếng nó có hiểu không mà chỉ thấy Phung gật đầu như thật. Thôi nói ít hiểu nhiều, rồi Mick đi ngủ thì Pim đi đến hỏi chuyện Phung có vấn đề gì không.
Nhưng Phung lại nói không rồi đứng dậy. Pim kéo tay Phung lại nhưng Phung nói mình đang xử lý cảm xúc bản thân nên Pim đừng vội nói chuyện với mình, rồi bỏ đi. Đến giờ đi ngủ đứa nào cũng vào chỗ hết rồi, mà Phung chưa về làm Pim phải ngồi đợi. Thấy Phung về nên Pim mới chịu nằm xuống đấy. Đợi nó mà giờ nó nằm quay lưng với mình luôn. Quát đời cái thằng này. Pim hỏi Phung mình có làm gì khiến Phung giận không? Nhưng Phung không nói gì, rồi Pim xoa đầu Phung như xoa đầu cờ hó, nói đây là phương pháp giúp Du ngủ ba đời truyền lại của nhà Pim. Đấy bây giờ anh Phung mới chịu quay lại nhìn Pim đó, Phung nói muốn Du ngủ thì phải cho Phung ôm thì mới dễ ngủ được. Anh Phung ăn cái gì mà không thế, định lợi dụng trai nhà lành à? Vậy là Phung tiến đến thơm má Pim, thấy Pim dễ dãi là Phung đòi thơm nốt bên kia, rồi còn định đá lưỡi người ta nữa nhưng bị tay thối của Pim chặn miệng Phung lại. Được voi đòi hai bà trưng nên Phung đòi xin nụ hôn chúc ngủ ngon. Vì sức quyến rũ của trai đẹp Phung nên Pim cũng dễ dãi đồng ý, nhưng chỉ hôn qua bàn tay thôi, khi nào động phòng đi chế hôn thiệt. Ở chỗ ngủ công cộng còn không có rèm ngăn phòng mà hai anh dám hú hí với nhau như thế này à, quá trời quá đất với đôi đam mỹ này rồi. Xong xuôi em mọi chuyện, rồi Phung ôm Pim ngủ tới sáng. Được trai đẹp ôm ngủ, phê quá nên quất một giấc tới sáng không biết trời trăng gì luôn. Rồi Pim giật mình tỉnh dậy, nhìn trước ngó sau, may quá mấy thằng kia vẫn đang ngủ say như chết nên chưa bị phát hiện. Tối qua hai đứa chơi BD, ôm nhau ngủ. Liền xách cái đít đi đánh răng cho đỡ thối mồm, mà trong lúc đánh răng, tư tưởng chỉ nghĩ đến cảnh được Phung thơm má tối qua mà cười đến mang tai. Cái nét Pim là mê trai đầu thai cũng không hết đây nè. Vậy là hiểu rồi he, trong lòng Pim chỉ thích Phung mà thôi, tên trà xanh lưu en nên từ bỏ ý định tán Pim đi là vừa. Pim đang đi dạo bằng đôi dép Lào mua ở chợ Kiêm Biên thì Phung đi tới bắt chuyện. Pim định quay đít đi thì Phung hỏi có phải Pim ngại tối qua ôm nhau ngủ cả đêm không. Đấy hỏi đúng chỗ ngứa, hết cãi được nhé. Phải đánh trống lẳng ngay, Pim hỏi tại sao tâm trạng của Phung hôm qua buồn như chó cắn thế. Thì Phung nói chỉ là mình không thích thôi. Pim đang trêu chọc Phung không thích chuyện gì thì bị Luen chen ngang. Bé ba này cứ thích xen vào cuộc nói chuyện của người ta thế nhỉ, trổ người ta tình tứ thế kia mà. Luen mang cà phê cho Pim nhưng vẫn không quên cả khịa vì không biết Phung ở đây nên không mang cho Phung. Nhưng nét của anh Phung cũng không vừa. Phung lấy ngay ly cà phê của Pim rồi nói, không sao, Phung uống chung cà phê với Pim cũng được mà, khiến tên trà xanh tức muốn té ngửa nhưng không làm được gì. Cà khịa xong đối thủ là Phung xin phép chuồn về trước, còn Luen hỏi mối quan hệ của Pim và Phung là gì của nhau, nhưng Pim nói chỉ là bạn thôi. Lần đầu tiên em thấy chỉ là bạn thôi mà hôn nhau rồi ôm nhau ngủ cả đêm đấy các bác ạ. Vậy là thân dữ chưa anh trai, thân đến mức anh muốn ăn thịt người ta luôn rồi còn gì. Tên Luen nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, vậy là còn cơ hội của em Pim rồi. Hôm nay là mọi người cùng tập trung dọn phòng, Phung làm việc mà chỉ tập trung soi Pim và Luen nói chuyện với nhau, kết quả là đập trúng tay. Phang lo lắng thì Phung nói không sao, cái tính ngang bướng này chỉ có Pim trị được thôi. Pim kéo Phung đi để băng bó vết thương nhỏ tí xíu. Nhìn đi nhìn lại em vẫn không thấy đây là đôi bạn thân các bác ạ, không thằng bạn nào đi hôn vết thương của bạn để dỗ dành đâu nhé. Thấy gốm chết miệng. Băng bó xong xuôi, Pim kêu Phung ngồi nghỉ ngơi, nhưng Phung giữ tay Pim lại đòi đi cùng vì không muốn ở đây một mình. Đúng là công tử bột, dẫm phải gai mùng tơi các bác ạ. Phung bị thương có tí xíu đầu ngón tay mà ai cũng lo sốt vó, làm em còn tưởng Phung bị què tay đến nơi rồi cơ. Ai cũng dành việc, sợ Phung bị thương nên cuối cùng Pim đi đóng đinh hộ Phung luôn. Bà thụ này đúng là số một mà, mê trai cỡ này thì ai mà đấu lại, Pim nhỉ. Quy muốn gặp riêng trên nói chuyện như hai thằng đàn ông, vậy là cả đám bà tám cũng hóng hớt đi theo đòi nghe lén. Trên đường đi còn nạp thêm được thành viên Pim, nết cũng bà tám không kém nên khoác vai nhau đi nghe drama. Cuối cùng thì Quy cũng đã chấp nhận mình thích Tuê Y, đấy nói ra nhanh có phải đỡ làm mấy trò khùng điên lâu nay không? Bây giờ là mọi người để Tuê Y lại cho hai đứa nói chuyện rồi còn ai về nhà nấy. Chính thức là Quy và Tuê Y xác nhận chơi BD với nhau rồi nhé. Hai ngày làm tình nguyện như trâu như bò cuối cùng cũng đã qua. Buổi tối, mọi người đốt lửa chạy vui vẻ với tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn đến từ ca sĩ Quy. Luen đến ngồi cạnh Pim nói chuyện. Phung thấy vậy thì cái nét ghen tuông nổi lên, hết nhìn nổi nên xách mông đi ra chỗ khác. Pim đi tìm thì thấy Phung đang ngồi một mình ở thư viện, có lòng tốt hỏi thăm, quan tâm vết thương mà bị Phung lạnh nhạt. Pim hỏi Phung có chuyện gì thì cứ nói thẳng với nhau đi. Phung hỏi Pim thân với Luen lắm à, cả ngày cứ dính lấy nhau như kẹo cao su vậy. Pim nói cũng thân vì Luen đến một mình mà chỉ quen Pim trong trại. Phung nói Pim là người hầu của mình và không thích Pim ở cạnh Luen. Anh Pim đã giận, Pim hỏi mình là người hầu của Phung thì không được có bạn à, việc Pim làm người hầu của Phung không phải là làm mọi việc theo ý Phung bảo đâu nhé. Phung không nói gì mà bất lực bỏ đi. Đi ra thì thấy Quy đang dựa cột, cái thằng này đứng đây từ lúc nào không biết. Pim hỏi Quy đã nghe hết câu chuyện rồi đúng không? Quy hỏi lâu nay Pim vẫn là người hầu của Phung à? Pim kể thỏa thuận giữa mình và Phung cho quận nghe. Quy hỏi có phải Pim thích Phung không, nhưng Pim nói không biết, chỉ thấy bối rối thôi. Đúng là người từng trải có khác, Quy nói mình hiểu tâm trạng bây giờ của Pim, nhưng vẫn là không đưa ra được lời khuyên gì đáng giá, mà chỉ dù thằng bạn đi về ăn chơi đàn đúng tiếp thôi. Đang lững thững đi về thì Phung gặp Mick, Phung bảo mình đã làm hỏng mọi chuyện rồi vì lỡ phát cáu với Pim chuyện cậu ấy thân thiết với Luen. Phung còn lỡ mồm nói chuyện Pim là người hầu ra để nói.
đấy, phải để Mick chửi cho thì mới tỉnh được. Em nghe mà còn mắc cỡ dùm, không danh phận gì mà đòi ghen với người ta. Anh Mick nói đúng quá mà gãi sao được. Mick khuyên Phung nên tìm cơ hội để xin lỗi Pim. Sáng hôm sau, mọi người cùng đi chơi ở thác nước. Chơi đùa mệt ẻ nên Pim leo lên bờ ngồi nghỉ. Thấy vậy Phung cũng lên theo. Phung nói xin lỗi vì chuyện đêm qua có lỡ để mồm đi hơi xa. Phung thấy bản thân mình không có quyền cấm Pim thân thiết với ai khác. Trước sự chân thành cộng thêm điểm đẹp trai nên Pim nhận lời xin lỗi của Phung khiến Phung ngơ ngác như bò tơ, còn hỏi sao Pim dễ dãi vậy. Đúng là Pim chỉ dễ dãi với mỗi trai đẹp là Phung thôi đấy. Pim nói nếu có vấn đề gì thì Phung có nói thẳng ra. Vậy là Phung nói nên hủy thỏa thuận giữa hai đứa đi, từ giờ Pim không cần làm người hầu cho Phung nữa. Nghe như sét đánh ngang tai khiến Pim giật mình từ chối vội, nói không được. Trước tình hình sắp không được gần gũi với trai nên Pim thà làm người hầu suốt đời còn hơn. Pim nói rõ mình là người giữ lời hứa nên đã hứa là phải làm. Phung trêu chọc, sau này có đau lòng khóc lóc là không ai chịu trách nhiệm đâu đấy. Đang tâm sự tình thương mến thương thì Toe y kêu Pim ra, còn Mick đến hỏi thăm chuyện tình cảm bọ xít của thằng bạn tới đâu rồi, thì Phung nói đã giải quyết xong xuôi. Đấy, may ra sư tình yêu Mick chỉ dạy đấy nhé, sau này anh Phung phải biết giữ cho đàng hoàng, không mất vợ như chơi. Cuộc chơi nào cũng kết thúc, mọi người xếp đồ để về với cái đống bài vở ở trường. Thấy Luen lại định tiếp cận Pim, vậy là Phung nhanh chân hơn não, nhào tới mà dành cơ hội đưa Pim về nhà. Pim trách Phung có gì thì từ từ nói không thấy mình đang nói chuyện với Luen à. Nhưng Phung quay lại với cái gương mặt ngây thơ vô số tội nói mình chỉ muốn đưa Pim về thôi. Đấy nhìn cái mặt nũng nịu như cún con như thế kia thì ai trách được. Thế là Pim bỏ qua cho Phung mà theo Phung về. Dù sao thì đi mẹc vẫn sung sướng hơn là đi con xe cả tàn của thằng Luen. Em vote cho Pim một like về sự lựa chọn sáng suốt nhé. Phung chở Pim về nhà rồi đòi xin vào nhà uống tí nước cho đỡ khát. Thấy quán cà phê Cô Pui đông khách quá nên hai đứa nhào vào phụ giúp cô. Ở nhà thì làm công tử nhà giàu, còn đến nhà em thụ thì thành o xin phục vụ lúc nào không hay. Anh Pim mới tuyển được anh phục vụ bàn đẹp trai thế không biết, đảm bảo quán này về sau lúc nào cũng đông khách cho coi. Phung xin đi vệ sinh thì Cô Pui chỉ đi lên phòng Pim. Phung thấy đống hoa hồng của mình mua tặng Pim hôm trước đã héo khô rồi thì hỏi Pim vẫn giữ à. Pim nói chỉ là quên vứt thôi. Pim kéo Phung đi thì đúng lúc đó cái tấm vải che bức tranh biển tình tự nhiên rớt xuống. Pim chạy nhanh nhặt lên che lại. Phung hỏi Pim đã vẽ xong tranh rồi à, hay là Pim định bảo chưa vẽ xong do muốn được ở gần Phung đúng không, lại còn không cho hủy thỏa thuận giữa hai đứa, có phải Pim thích Phung rồi phải không? U là trời, bị thằng Top bắt ngay bài của mình. Pim xấu hổ ấp a ấp úng nói chưa vẽ xong vì tác phẩm nghệ thuật có nhiều chi tiết li ti nên Phung không hiểu được đâu, còn việc thỏa thuận là do Pim là người giữ lời hứa thôi. Tưởng như vậy mà Phung tin à? Phung ép sát Pim mà hỏi không thích mình thật sao, rồi đẩy ngã Pim xuống giường. Pim cố chấp nói không biết, vậy là Phung vặn vẹo lại hỏi không biết gì thật à? Rồi Phung tiến tới hôn Pim, hỏi thích không thì không biết mà cứ thấy người ta hôn là nghênh đầu ra đón nụ hôn thế kia đấy. Phung hỏi giờ đã biết chưa, nhưng Pim cũng phải hỏi lại Phung đã biết chưa, phải hôn thêm cái để xác nhận cho chính xác nè. Phung hỏi Pim có muốn nghe đáp án không, Pim đuổi Phung đi thì Phung hôn thêm cái nữa rồi để Pim xuống giường. Cái gì quan trọng phải làm đến tận 3 lần mới xác nhận được đấy. Đến tập 10 rồi mà chúng nó chỉ lôi nhau lên giường để mà hôn nhau thôi các bác ạ. Thấy có cây không chứ? Mau mau đóng cọc vào người Pim mà đánh dấu chủ quyền đi Phung ơi, không là mất vợ như chơi đấy. Đấy em biết ngay mà, chúng nó lôi nhau lên giường chỉ hôn thôi các bác ạ. Đây chính xác là phim thanh xuân vườn trường rồi. Xong việc là Phung đi ra khỏi phòng, còn Pim đứng sau cửa cười như được mùa. Pim mang tác phẩm của mình đến xin lời khuyên từ thầy giáo vì dạo này tự nhiên tự ti về tài năng vẽ tranh của mình. Nghe lời khuyên của ông thầy xong thì em thụ bế tắc càng thêm bế tắc, về than vãn với thằng bạn Quy, dạo này não không chịu hoạt động, không nghĩ ra ý tưởng làm bài gì cả mà cái thằng bạn đưa lời khuyên đi vào lòng đất, thích thì làm không làm thì nghỉ mẹ đi. Chiều Quy đi xem Toe y trượt ván, muốn rủ Pim đi cùng nhưng Pim không có tâm trạng để trở thành kẻ thừa thãi trong chuyện tình mới nhú của cặp đôi Quy với Toe y nên thôi về nhà ngủ cho khỏe háng. Pim mặt buồn như cho cắn mà đi ra, gặp Phung còn tưởng tới kiếm chuyện, nhìn mặt là không có sức lực cãi nhau rồi nha. Thấy gương mặt mệt mỏi của Pim vậy là Phung đến dỗ dành, bẹo má em Pim, rồi hỏi thăm Pim làm sao vậy. Phung mua nước cho Pim rồi hỏi thăm sao mặt Pim ủ rũ như thế này, hỏi thì dùng miệng nhưng tay Phung lại nắm tay Pim an ủi, tình cảm quá trời quá đất rồi. Pim bảo mình bị cạn ý tưởng làm bài, Phung hỏi những lúc trước kia khi bí tưởng thì Pim làm gì. Pim nói những lúc đó sẽ tìm đến những nơi thoải mái, cụ thể là những nơi có nước vì Pim thích nước. Hay cái bà thụ này, phải đến nơi có trai đẹp như phòng gym hay sauna mới có ý tưởng chứ nhỉ? Nơi có nước có gì vui? Hay là bã thích nhìn trai bận quần xịt bơi? Vậy là Phung rủ Pim đi biển nhưng Pim nói xa quá, thế là Phung dẫn Pim đi tới luôn bể bơi cho nhanh, vừa có nước lại vừa gần nhà. Đạt đúng tiêu chí Pim đề ra nhé, mà su là chúng cái hồ bơi nó vắng như chùa Bà Đanh, không có nổi một bóng trai để mà ngắm. Đến bể bơi, hai anh chơi đùa nhau dưới nước, mới lúc nãy mặt Pim còn buồn như cho cắn mà được chơi đùa với trai là cười không ngậm được mồm. Phung hỏi Pim đã đỡ hơn chưa, thì Pim nói đỡ hơn rồi. Phung nói ước mình làm nước để là nguyên nhân cho Pim tốt hơn. Người không muốn làm lại đi muốn làm nước là sao anh trai? Mà yên tâm, cơ thể anh 80% là nước rồi còn gì.
Pim nói ở bên Phum cũng tốt, rõ ràng anh Phum đã nghe rồi mà còn trêu Pim, phải hỏi lại Pim nói gì mà không nghe, thế là Pim thơm má Phum luôn. Như bắt được tín hiệu vũ trụ BD với nha, nên anh Phum được voi đòi tiên, nấu cháo lưỡi với Pim luôn. Nghịch nhau ở hồ bơi xong là Phum dẫn Pim về nhà kêu đi tắm, không quên rủ Pim tối nay ngủ lại cùng mình. Lý do đưa ra rất đơn giản là tắm xong cũng muộn rồi mà Phum lười đưa Pim về, nhưng Pim kêu để mình tự về vậy, là Phum cầm tay Pim nũng nịu năn nỉ Pim ở lại với mình. Được trai đẹp dù ngủ cùng thì làm sao mà nỡ lòng từ chối được, ngủ thì ngủ bà đây chả sợ ăn tôm sống đâu. Tắm xong là Phum ôm Pim từ đằng sau rồi bế Pim lên giường ngủ. Phum thích được ôm Pim ngủ nên Pim đồng ý cho Phum ôm ngủ, nhưng chỉ đêm nay thôi nha, coi như là phần thưởng vì đã giúp Pim tốt hơn. Phum bảo đêm nay chỉ ôm ngủ, còn những đêm khác thì làm việc khác vậy. Rồi chúng nó ôm nhau ngủ tới sáng, rõ là tối thấy Phum ôm Pim ngủ mà sáng dậy đã thấy Pim ôm Phum ngủ. Ủa là sao? Rồi khúc này ai top ai bot. Phum gọi Pim dậy mãi mà không được thì thấy Pim bị sốt rồi. Nhưng Pim nói không sao đi tắm là hết, bị Phum trêu chọc, Pim hỏi Phum không sợ bị lây sốt à? Hỏi thì hỏi mà tay Pim thì cứ ôm cổ Phum thế, rồi kêu người ta sao không sợ, nếu sợ cũng có trốn bãi được đâu chèn. Rồi Phum giục Pim tắm hay là để Phum tắm cho nhé. Nghe vậy Pim phải nhanh chân đi tắm ngay. Tắm xong là Phum gối đầu lên chân Pim, Pim giục Phum uống sữa nhanh lên còn đi làm bài, mà nhìn cái mặt Phum nhơn nhơn, vậy là Pim đứng lên đi trước luôn làm Phum phải lẽo đẽo theo sau. Pim đi mua nước thì gặp Bia, vậy là Pim túm cổ Bia kéo đi nói chuyện luôn, Pim hỏi Phum là người như thế nào, nhưng bị Bia hỏi ngược lại Pim thấy Phum thế nào. Pim thì bảo Phum cứng đầu như quỷ, tùy hứng, mãi không trưởng thành, nhưng Bia nói Phum là người nhạy cảm, Phum không nhẫn tâm như những gì Pim thấy đâu. Phum bị gửi ra nước ngoài khi còn nhỏ, chính việc này khiến Phum không quan tâm tới thế giới. Đến cấp 2 thì Phum quay về Thái, nhưng bố mẹ Phum cũng không dành nhiều sự quan tâm đến cho Phum. Dạo này tâm trạng Phum có vẻ tươi sáng hơn, chắc là do gặp được Pim đấy. Cuối cùng, Bia nói giao gà Phum cho Pim chăm sóc nha, rồi bỏ chạy cho rảnh nợ. Đang vẽ tranh mà nhận được điện thoại của Phum làm Pim cười như được mùa, vậy là dù luôn Phum qua chỗ mình, khiến Phum ngạc nhiên ngơ ngác, tự nhiên hôm nay thằng này lại chủ động thế nhỉ? À, thì ra là Pim rủ Phum đi mua đồ vẽ tranh cùng mình. Phum quan tâm hỏi về bút vẽ, còn tưởng anh trai muốn vẽ tranh, thì ra là muốn biết những gì Pim thích để tiện chăm sóc thôi. Pim nói mình tự chăm sóc bản thân cũng được rồi, vậy là Phum hỏi có phải hôm qua mình chăm sóc Pim không tốt. Pim ngại quá không nói gì thì Phum rủ đi thanh toán. Pim kêu Phum đi về còn mình lên làm bài tập, nhưng Phum năn nỉ được ở lại cùng Pim, vậy là trước sự thuyết phục của trai đẹp khoai to, Pim đồng ý luôn. Pim vẽ tranh còn Phum thì đi xung quanh tham quan. Pim vẽ xong thì đã thấy Phum ngồi ngủ rồi. Ngắm trai một lát rồi Pim mới đánh thức Phum. Phum tỉnh dậy thì nói, với khoảng cách gần thế này coi chừng Pim rung động với Phum đây nhé. Rồi Phum hôn Pim. Hai đứa này cứ sắp vào nhau là hôn thôi các bác ạ. Mà chỉ hôn thôi, em đợi hoài chẳng thấy chúng nó ăn nhau, chán ghê nơi vậy đó. Pim hỏi sao Phum ngủ ở đây, thì Phum nói mình chờ Pim về cùng đó. Ngày nào cũng được trai đẹp lái xe sang đưa về nhà, sướng nhất là bà Pim của chúng ta rồi còn gì. Pim rủ Phum mai đến nhà mình nhậu cùng hội bạn. Trước khi chia tay nhau, đôi đam mỹ còn chúc nhau ngủ ngon đầy tình cảm. Cơm chó này lãng mạn quá các bác ạ. Sáng sớm thì trà xanh Luen đã đến quán cà phê tìm gặp Pim rồi. Thấy không khí có vẻ ngượng ngùng nên Pim hỏi Luen, có chuyện gì à? Luen hỏi Pim đã có người mình thích chưa? Chưa kịp trả lời thì điện thoại bố Luen gọi đến kêu Luen về có chuyện gấp. Trước khi Luen đi, Pim suy nghĩ mãi, cuối cùng nói mình đã có người mình thích rồi. Vậy là đã cắt được cái đuôi khó ưa tối ngày bám theo Pim rồi đó cả nhà. Tối đến mọi người tụ họp nhậu tại nhà của Pim. Nhậu say là bắt đầu lại có chuyện để nói rồi đấy. Pim đứng dậy nói mình có chuyện muốn nói, nhưng nhìn trước nhìn sau, nhìn Phum rồi lại ngại quá, đánh trống lảng là xin thêm đá uống bia mà không nói nữa. Làm cả bọn tức điên chửi, mày bị hâm à? Thấy vậy, Phum liền nói mình có chuyện muốn nói, rồi Phum nói mình thích Pim trước sự há hốc mồm ngạc nhiên của đám bạn. Pim phải xác nhận lại thông tin Phum nói thật hay nói đùa, Phum nói mình nói thật. Rồi Pim nói nếu Phum đã thích tao rồi thì tán tao cho đổ đi. Nhìn mấy cái nét bà tám hóng chuyện chưa kìa. Phum cũng đáp trả lại, nói Pim hãy chuẩn bị ứng phó cho tốt đi. Chúng nó thả thính nhau mượt hơn dầu xà xuân siêu luôn các bác ạ, mà hôn nhau bấy cái mưa luôn bà rồi, giờ còn đồi tán đồ nữa, là sao ta? Pim định rủ Quy đi ăn mà anh Quy đã đánh hơi thấy chắc Pim không đi với mình đâu, vì Phum đang ngồi chỉnh ình một đống ở đó. Phum mang cơm đến cho Pim mà nói đây là cách tán bót của mình đó, còn anh Quy bên cạnh há hốc mồm mà ngao ngán, nhìn bọn nó thả thính nhau làm Quy nhớ em người yêu quá chừng. Đã ngại vì được trai đẹp tán tỉnh rồi mà toe y với Quy cứ trêu chọc Pim thôi, vậy là Pim phải đánh trống lảng nói sang chủ đề triển lãm. Triển lãm đợt này Pim sẽ mở gian hàng vẽ tranh chân dung. Mới sáng sớm là đã thấy Phum ở quán cà phê phụ giúp cô Pui rồi. Pim ngạc nhiên khi thấy Phum ở đây. Pim hỏi Phum đến đây làm gì. Phum đang định nói thì Pim phải ngăn cản kịp thời, sợ cái thằng này nó lại ăn nói linh tinh gì nữa. Rồi Phum đeo tạp dề cho Pim mà thì thầm nói đến để tán Pim chứ sao nữa. Phum pha cho Pim cốc cà phê vẽ hình trái tim mà nói, có cho thêm sự quyến rũ nữa đấy, sau này Pim sẽ mê mẩn mình cho xem. Pim thì thầm chỉ nhiêu đây còn chưa thoát nổi ấy chứ. Nhưng khi Phum hỏi Pim nói gì thì Pim chỉ bảo cà phê cũng được thôi.
Pim đã xa vào lưới tình của Phum rồi mà còn ngại kìa. Cô Pui sai Pim đi mua sữa, thấy Cruz chuẩn bị đi xa rồi nhìn cái mặt Phum buồn như mất sổ gạo, thế là Pim rủ Phum đi cùng luôn. Quán ở gần nên cả hai cùng đi xe đạp mà không ôm eo là thiếu sót nha. Vậy là Phum giờ trò lãng lách đánh văng nên Pim phải ôm eo Phum ngay. Đi mua sữa về là lại chạy vào phụ giúp cô Pui. Quán cà phê có hai anh phục vụ đã đẹp trai mà còn chăm thả thính nhau cho con dân xem thôi, kiểu này quán bán ế là cái chắc. Phục vụ xong xuôi, cô Pui hỏi Phum về ngủ à, thế là cô Pui bảo Pim dẫn Phum đi dạo trước khi về sẽ giúp ngủ ngon hơn đấy. Pim dẫn Phum ra ghế đá công viên ngồi mà hỏi Phum thích mình thật à. Phum nói thích thật, Pim phải hỏi lại có thật là tán Pim không đấy. Phum nói không thấy là mình đang tán Pim à, Pim hỏi tại sao lại thích mình. Phum nói muốn kể hết lý do chắc là cả ngày, nhưng ở bên cạnh Pim Phum thấy vui, hạnh phúc, không cô đơn và đặc biệt là Pim rất đáng yêu. Được khen đáng yêu cái là Pim ngại quá không muốn nghe nữa. Phum hỏi Pim thích mình chỗ nào, nhưng Pim nói không thích. Không thích thế sao cứ hôn người ta suốt thế anh Pim. Phum nói chưa thích cũng được, dù sao thì thế nào Pim cũng sẽ thích mình thôi. Rồi Phum hôn trộm Pim làm Pim bất ngờ ngạc nhiên rồi còn ngại nữa. Em hỏi ngu cái, chứ hai anh hôn môi nhau cả chục lần rồi không thấy ngại à, mà bây giờ đến lúc thơm má cũng ngại là sao nhỉ? Cũng lạ, hôn nhau chớt cả mỏ rồi mà vẫn chưa là người yêu. Ông đạo diễn phim này có vấn đề thần kinh chắc luôn. Rồi lúc Phum chở Pim về nhà cũng đòi tiền xe bằng một nụ hôn môi nữa ạ. Hai anh mắc hôn nhau lắm hả? Em không đếm nổi hai anh đã hôn nhau bao lần rồi đấy nhé. Nhân dịp ngày thành lập ban nhạc nên mọi người tụ họp tập nhạc, yếu mà còn ra gió. Pun tự tin nhận làm ca sĩ chính nhưng giọng hát thì không thầm nổi. Pim đến là Quy phải khẩn cầu sự trợ giúp từ Pim, kéo ngay tên Pun xuống nếu không thủng màng nhĩ với giọng hát bò giống của Pun mất, nhường lại vị trí ca sĩ cho Quy. Quy đang hát là mấy ba tám Pun và Pim đi nói xấu Quy trước mặt toe y ngay, bạn thân mà vậy đấy, đi đốt nhà người ta là nhanh thôi. Bố mẹ Phum đi công tác đã về, nhưng trong bữa ăn lại xảy ra cự cãi nên Phum bỏ đi. Phum mặt ủ rũ đến tìm Pim xin một cái ôm. Pim hỏi Phum có ổn không nhưng Phum không trả lời, rồi hỏi Phum ngày mai có rảnh không. Vậy là ngày hôm sau, Pim dẫn Phum lên tàu đi chơi. Đến khách sạn, hai đứa mới nói chuyện được mấy câu tình cảm đã lăn quay ra ngủ rồi. Tỉnh dậy Phum đang mải mê ngắm nhìn Pim thì Pim hỏi mặt mình đáng yêu à mà nhìn hoài thế. Phum hỏi Pim nhắm mắt mà cũng biết à, Pim nói radar của mình mạnh. Vậy là Phum nói, thế khi nào radar của Pim mới bắt sóng được là Phum yêu Pim vậy. Pim hôn Phum một cái chốc mà đến tận Việt Nam còn nghe thấy. Pim muốn ngồi dậy rủ Phum đi ăn nhưng lại bị Phum đè ra giường hôn. Đã bảo là phim thanh xuân vườn trường rồi mà, chúng nó có đè nhau ra giường cũng chỉ để hôn rồi dậy đi ăn thôi các bác ạ. Chỉ thấy cảnh anh Phum lột cái áo thế là xong, em cũng không biết hai anh ăn thịt nhau chưa nữa, hóng 12 tập rồi đấy. Đi biển nhưng mà Phum lại dị ứng hải sản, nhưng không sao, bồ của anh ăn ngon là được rồi. Ăn xong là hai đứa rủ nhau đi dạo bờ biển. Thấy Pim nhìn con ngựa, muốn cưỡi ngựa nhưng sợ, vậy là Phum dẫn ngay con ngựa đến cho Pim, yên tâm có anh ở đây rồi em tha hồ mà cưỡi. Pim nhìn thấy con ngựa thì hơi rén, nhưng nhờ sự bảo kê của Phum nên cũng leo lên ngựa rồi, Phum dẫn cả người và ngựa đi chơi. Nhìn y như người hầu dẫn hoàng tử, ý lộn công chúa đi chơi á. Phum hỏi tại sao Pim lại dẫn mình đến đây, Pim nói chỉ nghĩ dẫn đến nơi khiến Phum thoải mái thôi. Phum hỏi Pim không muốn biết mình xảy ra chuyện gì à. Pim nói Phum muốn kể thì sẽ tự kể thôi. Phum nói mình vừa cãi nhau với bố, ngày trước Phum không hề muốn đi du học, không hiểu tại sao bố lại cho Phum đi du học một mình, mà mẹ Phum thì lại không ngăn cản. Thời gian đó Phum cô đơn, cô độc mà khóc mỗi ngày. May mà Phang luôn gọi điện an ủi Phum. Bây giờ bố càng cố gắng tiếp cận bao nhiêu thì Phum càng thấy xa cách thôi. Phum xin Pim ôm mình một cái, được Pim ôm mà Phum nói không còn nhớ lần cuối cùng được ôm ấm áp như này là thế nào. Anh đừng có điêu, mới hôm qua Pim còn ôm anh an ủi đó thôi, rồi ôm người ta ngủ nguyên một đêm rồi còn gì. Phum xin lỗi Pim vì đã đối xử không tốt với Pim. Pim nhận lời xin lỗi chứ không tha thứ nha, còn phải xem biểu hiện của Phum nữa. Phum cảm ơn vì Pim đã xuất hiện để trở thành điều tươi sáng trong đời Phum. Pim được đi chơi với trai về, gương mặt phơi phới nên cô Pui hỏi thăm dồn dập. Cô Pui bảo bố Pim nhắc tới Pim, hỏi Pim có về thăm bố không. Pim nói sẽ về, vậy là cô Pui liền bảo Pim dẫn bạn đi về cùng, là Pim gọi liền cho Phum hỏi ngày mai rảnh không. Nghe thấy Pim nói đã hoàn thành bức tranh, Phum liền chúc mừng và muốn chạy qua gặp Pim ngay bây giờ luôn. Nhưng Pim nói ngày mai gặp cũng được, có gì đâu mà làm lố vậy ba. Vậy là Phum nói sáng mai mình sẽ đến đón Pim. Từ sáng sớm, Pim ngồi đợi Phum muốn mòn cả đít quần mà mãi không thấy Phum đâu. Cái thằng này dùng giờ cao su hay sao mà mãi không thấy tới. Pim nhắn tin, gọi điện đủ kiểu nhưng cũng không thấy Phum trả lời. Đúng lúc đó, Quy gọi giục Pim đi nộp tranh nhanh lên vì triển lãm sắp ngưng nhận tranh đến nơi rồi. Mà giờ mày vẫn còn ngồi ở nhà ngồi chơi xơi nước à? Sau đó, Pim liền gọi cho Phum lần nữa nhưng thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Pim liền nhắn tin hỏi Phang tình hình của Phum thế nào rồi. Sau đó, Pim một mình mang tranh đến nộp cho triển lãm. May mà Pim mang tranh đến kịp lúc, nộp tranh cho triển. Luen nói bản thân biết Pim có người mình thích rồi nhưng vẫn quyết định nói ra tình cảm của mình. Luen cũng biết lý do Pim ngồi ủ rũ ở đây chính vì người đó. Luen nói có chuyện gì thì tâm sự với Luen đi.
Vậy là Pim nói ra chuyện Phung thất hứa với mình, mà bây giờ còn không liên lạc được với anh Top. Luen an ủi Pim, chắc Phung có lý do gì đó khó nói thôi. Phung ủ rũ, nói mình cũng muốn nghĩ vậy. Pim đang nói chuyện vui vẻ với Luen thì Phung đến xin nói chuyện với Pim. Phung xin lỗi vì đã không giữ lời hứa mà bắt Pim phải đợi. Pim hỏi Phung đã biến mất đi đâu mà không liên hệ được. Thấy Phung không nói gì, Pim giận dỗi, biết, chắc chắn Pim sẽ hiểu thôi. Nhưng Phung lại ngần ngại không nói ra vì lo ngại mình không thể lo liệu được chuyện bản thân mà gây ảnh hưởng tới Pim. Bia hỏi Phung tính giải quyết như thế nào. Chưa đưa ra được hướng giải quyết thì Mick đi tới cắt ngang câu chuyện, rồi kéo cả hai đi học. Tối đến Pim đang nằm buồn như con chuồn chuồn thì có tiếng gõ cửa. Pim mở cửa ra thì là mấy đứa bạn thân Chí Cốt kéo đến để an ủi Pim. Thì ra Quy thấy Pim ủ rũ cả buổi nên mới rủ mấy đứa qua chơi với Pim. Rồi chúng nó tự nhiên như ruồi ngồi lên giường ăn bắp rang bơ mà xem phim Ma 18 cộng. Cả đám năm đâu. Nhưng bây giờ thì bảo Pim giải quyết kiểu gì? Không lẽ đi xin lỗi nó trong khi mình có lỗi quái gì đâu? Thế là quân sư tình yêu Quy chỉ tuyệt chiêu cho Pim, bảo Pim có thể hành Phung như cái lúc mà Phung bắt Pim làm người hầu ấy. Phung đến gặp Quy và Toe Y, Phung nói mình có chuyện với gia đình nên mới lỡ có lỗi với Pim, thì Quy bảo nói với tao làm gì? Cái người cần nói thì không nói, đi tìm nhầm đối tượng để giải thích rồi cha nội ơi. Vậy là Phung hỏi Pim đang ở đâu? Quy nhất quyết không nói, thì Toe Y bán đứng Quy nói Pim ở chỗ triển lãm, thế là Phung xách quần chạy đi tìm Pim ngay. Thấy Pim đang vác tranh nên Phung đỡ hộ mà Pim còn tưởng là Quy. Đến khi nhìn thấy Phung thì Pim đang đi xem tranh thì gặp Luen. Mời lơi mà thằng này nó đến thật các bác ạ. Còn tặng hoa lấy lòng em thụ nữa chứ. Đúng là trà xanh không độ có khác. Luen kêu Pim dẫn mình xem tranh của Pim. Rồi Pim đi vẽ tranh chân dung cho Luen. Đi triển lãm có quà mang về nha. Nhưng Luen có việc nên cũng xin phép ra về. Luen đang về thì gặp Phung. Luen cầm bức tranh chân dung của mình mà khoe ngay cho Phung. Rồi khiêu khích nói tranh Pim vẽ Luen đấy. Đáng yêu không? Phung hỏi Luen nói với mình để làm gì. Thì Luen trêu chọc nói, thấy ngứa mắt nên trêu Phung thôi, chứ Luen biết người Pim chọn là Phung rồi. Luen chỉ nhắc nhở nhẹ là đừng làm Pim đau lòng, nếu không là có ngày tao cô vợ mày đấy. Phung tự tin nói, không cần lo vì không có ngày đó nữa đâu. Phung đến kêu Pim vẽ tranh chân dung cho mình mà Pim kêu gian hàng đóng cửa rồi, năn nỉ mãi mà không được. Vậy là Phung ra kế sách cuối cùng là khích đều Pim do sợ nhìn mặt Phung lâu thì sẽ rung động nên không dám vẽ đúng không? Đúng là hai người này cứ phải trêu chọc nhau thì mới sống yên ổn được hay sao ấy. Cuối cùng Pim miệng thì nói tào lao nhưng tay thì vẫn vẽ tranh chân dung cho Phung thôi. Được Pim vẽ tranh chân dung cho mà anh Phung còn bảo cũng đẹp nhưng chưa đẹp bằng người thật. Anh Phung tự tin thấy ớn. Rồi Pim và Phung đi xem văn nghệ đến từ ban nhạc cây nhà lá vườn của quận. Văn nghệ xong là mọi người đến xem tranh trưng bày trong triển lãm của Pim và Quy. Xong công đoạn tặng hoa chúc mừng, chụp ảnh kỷ niệm là mọi người rủ nhau đi xem triển lãm. Pim định đi thì Phung giữ tay Pim lại. Phung hỏi về bức tranh của Pim thì Pim tâm sự trước khi gặp Phung là Pim chỉ vẽ mỗi nước. Được gặp Phung là cuộc đời Pim nở hoa nên bức tranh được vẽ thêm hoa đấy. Phung nói khi Pim vẽ xong tranh thì sẽ là lúc hủy thỏa thuận của hai đứa, rồi Phung xin thỏa thuận mới có được không? À thì ra anh Top chính là muốn Pim trở thành người yêu của mình đây mà. Năn nỉ mãi mà Pim trả lời mỗi câu nhạt như nước lã. Phung nói nghe như Pim bị ép buộc thế, Pim bảo đừng có mà đòi hỏi nhiều, thế là trở thành người yêu rồi đúng không? Phung liền vồ vập vào Pim nhưng bị Pim chặn lại, giữa triển lãm đấy cha nội, định làm gì thế? Nhưng thấy cái mặt dỗi như cún con của Phung, thế là Pim liền lấy bó hoa tre, rồi ôm hôn Phung ngon lành, nhá hàng thế này trước thôi nha, rồi sau mình hôn nhau trên giường em sẽ bù nha. Pim dẫn Phung về nhà thì gặp cô Pui, thấy hai đứa cứ xà nẹo với nhau hoài là cô đoán được rồi nha, nhưng cô Pui nói bạn bè cũng nắm tay được mà. Vậy là Phung nắm tay Pim rồi thơm Pim một cái, xong thông báo với cô Pui, không phải là bạn mà là người yêu trước sự ngỡ ngàng của cô Pui. Mẹ Pim gọi tới kêu Pim về thăm nhà, mà cuộc nói chuyện ngọt như mía lùi làm Phung nghe ngóng còn tưởng trà xanh nào. Phung dò hỏi Pim nói chuyện với ai nhưng Pim không nói. Phải để Phung thách thức hay để mình hôn Pim mới chịu nói à? Trước sự thách thức của trai đẹp nên Pim phải khai là mẹ mình gọi. Sao nào ghen cả với bà mẹ vợ thế? Mẹ Pim kêu Pim về Chiang Mai thăm bố mẹ thôi. Thế là Phung cũng đòi đi về ra mắt bố mẹ vợ luôn. Trước cái bản mặt đẹp trai của Phung mà Pim phải đồng ý đưa anh người yêu về ra mắt bố mẹ. Có thằng cháu rể đẹp trai khoai to nên cô Pui suốt ngày gọi Phung là người yêu Pim, khiến thằng cháu ruột ngại ngùng ra mặt. Còn đứa cháu rể Phung thì vô cùng thích thú. Không sao Phung thích được cô Pui gọi như vậy. Cô Pui nói tuần sau mình có việc bận nên nhờ người yêu Pim chăm sóc Pim hộ cô. Chưa về ra mắt bố mẹ vợ mà Phung đã ngồi suy nghĩ kế hoạch về Chiang Mai xin cưới Pim như thế nào rồi, hay là đính hôn luôn nhỉ? Sợ mất vợ hay sao mà tính sớm vậy anh? Được làm người yêu chính thức của nhau cái là cứ tranh thủ thơm má nhau thôi. Mọi người cùng đến nhà Pim ở Chiang Mai chơi. Thấy mẹ đang nấu cơm nên Pim đòi vào phụ giúp mà bị bà mẹ dội ngay gáo nước lạnh, nói không biết nấu mà cũng bảo vào giúp đỡ mẹ vậy. Phung chào hỏi mẹ vợ thì mới biết Pim hay nhắc Phung cho mẹ nghe. Phung tò mò Pim đã kể gì về mình thì Pim nói mình kể Phung hay trêu mình. Nghe vậy Phung dỗi luôn, thấy Phung dỗi nên Pim phải nói là Pim kể cho mẹ nghe có người đẹp trai hay đưa Pim đi chơi, nhìn nghiêm nghị mà như em bé, vừa bướng vừa hay dỗi. Đặc biệt là nhà rất giàu và củ khoai thì rất là to.
Nghe vậy mà Phum trêu Pim đã nghiện sự đẹp trai của mình rồi đúng không? Phum hỏi Pim có nói với mẹ đã hốt được chàng đẹp trai đó làm người yêu chưa? Từ hồi hai đứa có danh phận là cứ cho ăn cơm chó ngập mồm thôi các bác ạ. Cái đám này chính xác là bậm rượu, dù ở Bangkok hay Chiang Mai thì cả đám này đều rủ nhau uống rượu. Mọi người đang ăn uống vui vẻ thì bố Pim về. Có mấy gương mặt mới nên Pim phải giới thiệu tên tuổi cho bố biết. Giờ mới biết tên ở nhà của Pim là mèo đấy nha. Phum trêu chọc Pim mà hỏi Pim là người Chiang Mai chắc nói được tiếng miền Bắc, kêu Pim nói cho mình nghe. Vậy là Pim nói tao yêu mày, đồ đầu trâu bằng tiếng miền Bắc khiến cho Phum ngơ ngác như con ai tơ vì không hiểu thằng bồ nó nói cái giống ôn gì. Hỏi thì Pim bảo muốn biết thì tự đi tìm hiểu đi, kêu nói tiếng địa phương cho nghe thì nói rồi đó, còn hiểu hay không là chuyện của anh. Ăn uống no say là cả đám lăn quay ra ngủ, rồi sáng mai Pim rủ cả đám đi chơi, mà chơi ít có ác, dẫn người ta đi chơi mà chọn ngay cái chùa phải leo lên cả nghìn bậc thang, nhìn đã muốn nản rồi. Cả đám thanh niên trai trắng tuổi đôi mươi mà leo muốn tắc thở luôn. Mấy đứa ở nhà rảnh quá không có việc gì làm nên leo cả nghìn bậc thang để lên chùa tụng kinh niệm Phật. Mấy đứa chắp tay ngồi khấn cầu công danh tài lộc, chắc bọn nó khấn ngồi không cũng có tiền rơi trúng đầu hay là không phải học mà thi vẫn điểm cao đó các bác. Sau khi kết thúc chuyến đi chơi ở chùa thì mọi người tiếp tục đi sở thú ở Chiang Mai. Pim và Phum nắm tay nhau đi đánh quả lẻ, Phum tiếc nuối vì vẫn muốn được đi chơi nhưng Pim con ngoan trò giỏi nên nhắc nhở là phải về Bangkok đi học nữa. Thấy Phum vẫn còn ham chơi lắm nên Pim hẹn sau này hai đứa có thể đi chơi chỗ khác cũng được mà. Nghe Pim nói mà Phum như bắt được vàng, vội nói để lên danh sách địa điểm hẹn hò cùng Pim. Tối đến, giờ ngủ mà thằng tăng người thì nhỏ nhưng cái nết ngủ chiếm hết chỗ người khác, ép Pim như ép giò chả nên Pim hết chịu nổi phải dậy đi tìm chỗ khác ngủ. Thấy Pim đứng dậy mà Phum cũng ôm gối đi theo. Quy và Toe Y cũng không ngủ được mà ra ngắm sao, xong công chuyện anh Top dẫn em Thụ vào phòng riêng mà xin cho anh được phá zin em nha. Không do dự, bà Thụ gật đầu đồng ý một cái rụp luôn. Pun cảm thấy thiếu hơi chai nên ngủ không được, nên quay sang nhờ trên ôm để ngủ ngon, quá trời quá đất với bà Thụ này rồi. Pim vừa mới đặt lưng lên giường thì bị tiếng gõ cửa làm phiền. Thì ra Phum ôm gối xin ngủ cùng với Pim. Trai xin ngủ chung cái là mở cửa đồng ý liền. Pim hỏi Phum không ngủ một mình được à? Thì Phum nói vì không có người ôm. Vậy là Pim hỏi chỉ ôm thôi à? Thơm ngon hấp dẫn như này mà bảo chỉ ôm là thế nào? Bắt được tín hiệu từ sóng ra radar BD của em Thụ nên Phum nhào lên người Pim liền. Đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng mà không tranh thủ thật là phí tài nguyên. Thế là cả hai cũng đã quất nhau trong đêm. Pim cũng đã mất trinh từ đây. Mà bên Thái em thấy hay ghê các bác ạ, chả thấy chúng nó dùng bao hay gel gì cả, mà vẫn ăn thịt nhau dần dần suốt đêm. Chả bù mấy em Thụ Việt Nam phải hít popper, dùng gel giảm đau các kiểu. Ăn chơi phè phỡn, làm phiền bố mẹ Pim cũng đủ rồi nên cả đám cuốn gói về Bangkok để tập trung cho sự nghiệp học hành. Sau khi về tới chiếc giường thân thương ở Bangkok thì Pim nhận được tin nhắn của Phum, hỏi thứ bảy này có rảnh không? Riêng thời gian với trai thì lúc nào Pim cũng rảnh nhé, nhưng khi Pim hỏi có việc gì thì Phum lại không chịu nói. Vậy là Pim tìm đến hỏi con chị chồng xem thứ bảy có việc quan trọng gì không. Phang trêu chọc Pim, định không nói. Vậy là Pim phải giở máu giang hồ ra mà cảnh cáo Phang, dù là chị chồng thì cũng không nể nang mà cho ăn đạp đâu nhé. Phang hú hồn với con em dâu giang hồ liền nói hôm đó là ngày sinh nhật của Phum, chỉ còn vài ngày nữa thôi nên Pim bắt Phang phải giúp đỡ mình. Phum gọi điện cho Pim thì biết Pim đang bị ốm, muốn qua thăm bồ mà bồ không cho, còn cúp máy cái dục khiến Phum ngồi buồn chán như con dán. Phang đánh hơi thấy có biến nên đến hỏi thăm thằng em trai, thấy Phum buồn vì không gặp được bồ mà khiến Phang buồn cười. Đúng lúc đó, Phum đã hoàn thành xong chiếc bánh kem sinh nhật nên nhắn tin báo cáo cho Phang. Vậy là Phang rủ Phum ra ngoài mua đồ với mình. Nhân lúc đó, cả đám chạy đến nhà Phum để bày biện tiệc tùng chúc mừng sinh nhật cho Phum bất ngờ. Đi mấy vòng cái trung tâm thương mại mà Phum hỏi Phang muốn mua cái gì mà Phang gãi đầu gãi tai không biết trả lời như thế nào. Đúng lúc đó Pim nhắn tin mọi thứ đã xong rồi nên có thể quay về được rồi. Thế là Phang kêu quên mất muốn mua cái quần què gì rồi rủ Phum về nhà. Về đến nhà Pim cầm bánh kem thắp nến hát chúc mừng sinh nhật cho Phum, rồi cả đám hiện hồn ra chúc mừng sinh nhật Phum. Đấy mấy cái đứa này lại tụ tập nhậu nhẹt rồi, Phum hỏi Pim già ốm để làm cái này đúng không? Phang cũng biết kế hoạch này đúng không? Bị bắt bài rồi mà không cãi lại được, thế là tăng đổi ngay chủ đề tặng quà cho chủ tiệc. Pim mời bánh mọi người ăn, nhưng nghe đến bánh Pim tự làm là cả đám không đứa nào dám ăn luôn vì sợ ăn đồ Pim nấu là dễ gặp Diêm Vương sớm lắm. Tổ chức sinh nhật xong là mọi người giải tán ai về nhà nấy để Phum và Pim ở lại tú tí với nhau. Pim mang bánh ra cho Phum ăn thì Phum khen ngon, thì bánh ngon là phải rồi vì bánh này do Pim nhờ cô Bui làm mà, Phim chỉ có điền cái tên lên là xong thôi đó. Pim tặng Phum một chậu hoa tulip bằng nhựa, em nhìn thấy nó giống bằng nhựa nên em chém gió vậy thôi chứ nhìn nó không giống thật tí nào các bác ạ, mà ai lại tặng bồ chậu hoa nhựa được nhỉ?
yêu vào là hai đứa nó lại bắt đầu nói mấy câu xến rện rồi. Hai đứa cảm ơn lẫn nhau vì bố mẹ đã sinh ra để trở thành một nửa của đối phương. Còn em cảm ơn hai đứa vì đã thả cơm chó ngập mồm cho mọi người xem. Rồi tặng thêm cho con dân xem màn tập thể dục buổi tối nữa là hết sẻ con bà bảy. Sáng sớm hôm sau, hai đứa ôm nhau trong tình trạng thiếu vải. Pim dậy trước trao cho Phung cái thơm má chào buổi sáng rồi dậy làm đồ ăn sáng. Nhưng mà sao anh nấu có một tô thế, em tưởng anh phải chuẩn bị đồ ăn sáng cho bồ chứ. Phung đi ra bảo Pim đến nhà mình ăn cơm với ba mẹ. Pim nói mình chưa chuẩn bị tinh thần ra mắt, nhưng Phung năn nỉ Pim đi cùng mình, trước sức hấp dẫn của trai đẹp, vậy là Pim miễn cưỡng đồng ý. Được đến nhà chồng nên Pim có vẻ căng thẳng, vậy là Phung dỗ dành Pim yên tâm đi, mẹ anh dễ tính lắm. Trước mặt bồ thì cái nết hổ báo cáo trồn dữ lắm, vậy mà gặp bà mẹ chồng cái tim rón rén nhẹ nhàng một cách lạ thường. Ăn xong là được lên tham quan phòng bồ, thấy Pim đã vượt qua bài kiểm tra của mẹ chồng rồi nhé, mẹ Phung là đã ưng ý thằng con dâu này rồi đấy. Pim nhìn ảnh gia đình Phung mà nói nhìn bố Phung cũng là người tốt bụng đấy chứ, nhưng Pim nói không biết vì mình không thân với bố. Pim hỏi Phung không định làm lành với bố á? Thấy Phung không nói gì nên Pim an ủi khích lệ tinh thần Phung mở lòng với bố mình, chứ cái mặt đẹp trai mà cả ngày cứu rũ chuyện gia đình thế là không có hay. Không gì bằng sức nặng lời nói của bồ, nên Phung chịu nghe lời Pim mà nói sẽ thử nói chuyện với bố xem sao. Pim bắt đầu điều tra ra phả nhà chồng để sau này cho dễ sống và hành hạ nhà chồng, thì biết Phung có anh cả nữa, hai anh tên Khao Oát và Khao Phang, mà tự nhiên lòi ra cái đứa tên Phung chả liên quan cái gì, cái tên nghe chất quá à. Pim thắc mắc thì Phung giải thích, ngày nhỏ Phung hơi khó nuôi nên mới đặt tên là Phung cho dễ nuôi, chứ tên thật của Phung trong giấy khai sinh là Khao Phân. Con trai mà tên Phân, u là trời hèn gì anh Top ngại nói tên thật của mình là phải rồi. Phân và Phung, hai cái tên nghe cũng vầng ghê ha. Phân Phung, Phung Phân. Pim đang làm con dâu ngủ thì Quy gọi đến vì cái lịch hẹn ngày rằm tháng chạp lại đến rồi, nên phải đi chùa tu tâm dưỡng tính chứ riêng cái mỏ hỗn của bạn là nghiệp lắm rồi. Cái nhóm này có tinh thần đoàn kết cao nè, mới sáng sớm yêu cầu dress code là chấm bi thì đến tối là có đầy đủ hết luôn. Nói chuyện trêu đùa, Quy và Phung giành vị trí trai đẹp trong nhóm, nhưng không cần để hai anh ra tay mà đã có hai con vợ tranh nhau cãi là bồ mình đẹp trai nhất rồi. Đúng là giao diện là sinh viên đại học mà hệ điều hành của mấy đứa con nít lên ba. Phung và Tang Thi chơi trò chơi phi tiêu ném bóng, gáy sớm để làm gì, Phung thách thức Tang rồi kết quả lại phải chịu thua trước Tang, coi có nhục không chứ. Đến giờ mọi người đi thả đèn hoa đăng, Phung hỏi chỗ thả đèn thì Pim nói thả ở chỗ cũ là được, vậy là cả đám bắt được quả tang hai đứa này lén đi chơi mảnh với nhau trước đó rồi nhé. Thả đèn hoa đăng thôi mà thính bay ngập trời các bác ạ, đứa nào cũng có đôi có cặp mỗi bà review là ế có thâm niên luôn mà vẫn phải ngồi đây ăn cơm chó của chúng nó. Bây giờ là Phung và Pim nói yêu nhau trước bàn dân thiên hạ mà không ngượng miệng nữa rồi. Đã vậy Phung còn định cưỡng hôn Pim, vậy là Pim phải ngăn cản ngay, muốn gì thì về nhà lôi nhau lên giường mà làm, chứ đây là ở trong chùa đấy nhé. Lần lượt từng đôi tiếp tục thả đèn hoa đăng cầu nguyện cho tình duyên của mình. Thả đèn hoa đăng xong là cả đám đi đốt pháo bông 10.000 một lỗ mới mua ở chợ Bà Triều về. Cuối cùng thì mọi người cũng đã thi xong, không biết có qua môn không, nhưng bây giờ phải kiếm chỗ đi chơi xả stress cái đã. Trên đưa ra ý tưởng táo bạo là đi Chiang Mai, bộ anh mắc đi Chiang Mai lắm hả, mới vừa đi xong mà không thấy chán à. Phung hỏi Pim muốn đi đâu, thì Pim nói mình theo ý bạn bè, còn Phung thì theo ý Pim. Quyết định cuối cùng được sự ủng hộ hai tay hai chân chính là đi biển Krabi, nơi có khu nghỉ dưỡng của nhà đại gia quận. Nhìn anh Quy thế mà nhà có hẳn một khu nghỉ dưỡng to bự chà bá, mọi người đến đây chơi được ở miễn phí mà mỗi cặp còn được ở phòng riêng nữa chứ, không phải nằm chen chúc như ở nhà Pim rồi. Pim và Phung được ở chung một phòng, mới vừa vào phòng là Phung đã đẻ con vợ ra để hôn hít rồi. Cái đôi này thiếu hơi nhau một tí là không sống được hay sao ấy. Sắp xếp phòng ở xong xuôi là cả đám rủ nhau ra bờ biển chơi ném đĩa, thả diều. Sáng hôm sau, mọi người lên thuyền ra đảo chơi, cái miệng thằng Tang thì cà khịa mọi người, cẩn thận say sóng đây nhé. Thế mà chính nó là người say sóng đầu tiên đấy các bác ạ, cho các ăn trẻ từ đầu phim tới cuối phim, coi mà nhục như con cá nục vậy đó. Đến bãi biển chơi là mỗi đôi mỗi nơi, lớn rồi tự kiếm chỗ mà chơi thôi. Phang và Phung thì thanh niên nghiêm túc đi dạo trên bờ biển tám chuyện người yêu cho nhau nghe. Lần đầu tiên thấy Phang giữ đồ như vậy, chắc là túi sách bồ mua cho đúng không? Phang bắt đầu tâm sự chuyện tình yêu tình báo với Tang, bao nhiêu tâm tư nỗi lòng là nói ra hết, mà Tang thì đang ở sau hóng hớt. Thấy Phang và Tang thả cơm chó cho Phung nhìn thèm thuồng nên Pim liền rủ Phung đi nghịch nước cùng mọi người. Cuối cùng, sắp kết thúc năm tư rồi, chuẩn bị tốt nghiệp đại học rồi, không biết được đi chơi với nhau bao lâu nữa đây, trước khi đâm đầu vào đời bán mình cho tư bản. Pim nói rất vui vì có mọi người làm bạn, vừa có tình bạn vừa có tình yêu, một thời sinh viên đại học thành công tốt đẹp. Cái nhóm có chục đứa trai thì mất ba cặp đôi chơi BD rồi, đi chơi mà chúng nó cứ thả thính tình tứ với nhau như chỗ không người vậy, hôn hít thơm má nhau nhìn mà ứa cả nước miếng. Tập cuối rồi nên đạo diễn cho con dân xem đã con mắt hay sao mà cặp đôi nào cũng múc băng nhau thế. Đến cặp đôi Pim và Phung đang tâm tình bên bờ biển, sợ bé thụ lạnh mà Phung ôm trong vòng tay cho ấm, mà Pim nỡ lòng nào chứ không ấm chút nào cả.
Phùng quyết định sau cuộc đi chơi này về nhà sẽ nói chuyện với bố, nên Phùng muốn rủ Bim đi cùng, dù sao có đồng minh cũng đỡ sợ hơn. Có tình yêu vào là cứ bật chế độ nói mấy câu xến dậy nổi da gà thôi. Phùng cảm ơn vì Bim trở thành điều tuyệt vời trong cuộc đời mình, còn Bim thì cảm ơn vì Phùng đã cho mình bước vào cuộc đời của Phùng. Rồi hai đứa lại trao cho nhau món cháo lưỡi thơm ngon bổ mắt. Giờ đây Bim ở hẳn nhà Phùng hay sao mà át thấy xuất hiện tại nhà Phùng như cơm bữa vậy. Bim ra mắt bố mẹ chồng và được giao cho trọng trách cao cả là làm giáo viên mỹ thuật cho bọn trẻ ở quỹ bảo trợ trẻ em của mẹ chồng. Bố Phùng hỏi thăm tình hình học tập của Phùng, Phùng định không trả lời nhưng bố nhắc nhở cái là Phùng cũng chịu nói chuyện với bố. Còn với cái, bố mẹ nói không nghe mà bố nói thì đội nói lên đầu mà nghe răm rắp. Bim được mẹ Phùng mời ở lại ăn cơm, trong bữa cơm bố Phùng có gắp đồ ăn cho Phùng. Thấy vậy Bim ám chỉ cho Phùng, vậy là anh Top cũng biết ý, gắp đồ ăn lại cho bố, lớn rồi tự giác đi chứ cứ phải để nhắc hoài. Nhờ vậy mà mối quan hệ cha con của Phùng và bố bớt căng thẳng hơn, mọi người cùng vui vẻ với nhau. Vì nghe lời bố nên Bim thưởng cho Phùng một cái ôm. Bim nhận lời làm giáo viên mỹ thuật dạy cho bọn trẻ ở quỹ nên muốn rủ Phùng đi cùng. Mà em hơi lo sợ tài vẽ tranh của Phùng nhé, định dạy mấy đứa con nít vẽ con heo thành con voi à? Tối nay mọi người cùng tụ tập ở nhà Bim, mà cái đội này tụ tập là chỉ có uống rượu rồi làm mấy trò con bò của mấy đứa nát rượu thôi. Đấy biết ngay mà, Pun say cái là quậy đục nước, cầm mic là bắt đầu hét lên khiến thủng màng nhĩ của mấy người ở đó lẫn cả người đang xem luôn. Phải để chuyên gia ngăn cản cái nết say mất nết của em Thụ lại. Trên thông báo mình thích Pun mà cả đám không cảm xúc của Hồ Quang Hiếu, tưởng chuyện gì, chứ việc này ai cũng biết rồi mấy ơi, chỉ mỗi Pun là ngu ngốc không biết thôi. Vậy thì tiến tới luôn, trên hôn Pun trước mắt mọi người cho lũ bạn lé mặt chơi. Pun được trai cưỡng hôn mà phê như con tê tê, nên muốn thử lại lần nữa, vậy là cũng nhào vào hôn trên. Cả đám được bữa rửa mắt xem cơm chó, hú hét la làng rần rần cả lên. Vậy là cả nhóm mười mấy đứa thì đã có 8 đứa chúng đã yêu nhau rồi nhé cả nhà. Đúng là con trai chỉ hạnh phúc khi được ở cạnh bên nhau mà thôi. Cuối phim, Bim tổ chức triển lãm tranh của riêng mình nên Phùng mang hoa đến chúc mừng rồi trao cho nhau những lời yêu thương ngọt lịm tiểu đường. Đang định hôn nhau thì bị đám bạn phá đám, nói đang ở triển lãm mà định làm trò mờ ám gì đấy. Bim bảo giữa triển lãm thì sao mà không hôn nhau được nhỉ? Vậy để quy thị phạm cho mọi người xem nhé. Nhân dịp triển lãm của Bim nên mọi người tung hô chúc mừng Bim hết mình, mà cụ thể là tung Bim lên trời. Phim chính là Ta yêu nhau đã hết. Mọi người nhớ like và theo dõi kênh để đón xem review nhiều phim đam mỹ khác nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.